Rồi, rồi. Ở trên Nhiều bài khách hàng rồi. không vào được Để xem tôi ạ. mới kể nó ghi cho có đường link ở trên đây. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình rồi. Mình rồi. Đây là gì nhá? Chúng ta chào cả nhà, hồi dung nha, cái này hôm nay chào cả nhà nhé. Rồi ạ, em Hạnh được xin chào tất cả cô chú anh chị đã có mặt trong buổi Zoom đặc biệt ngày hôm nay ạ. Vui quá, lâu lắm rồi, mặc dù là tuần nào cũng Zoom nhưng mà đã từ rất là lâu rồi chúng ta mới có cơ hội 728, gần 800 rồi, gần 800 cô chú anh chị, các cổ đông đã có mặt trong buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay. Thì hôm nay em Hạnh rất là vui mừng cũng như là hân hạnh được làm MC đồng hành cùng cô chú anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì để bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay thì đầu tiên em Hạnh xin phép được tắt mic tất cả của cô chú anh chị để làm sao đảm bảo ổn định nhất cho buổi Zoom ngày hôm nay, đúng không ạ? Và nhà mình yên tâm là chương trình ngày hôm nay sẽ có phát trực tiếp ở trên YouTube. Vì vậy nên nếu mà đội nhóm của mình không thể vào được buổi Zoom này thì chúng ta cũng có thể copy đường link YouTube để gửi cho đội nhóm của mình. Thì tí nữa anh Tuân hay là chị Minh hay là em Lợi sẽ gửi đường link ở dưới phần comment ấy, phần chat ấy, thì nhà mình hãy vào ô chat để copy cái đường link YouTube, đúng không ạ? Và đầu tiên thì ở trong buổi Zoom ngày hôm nay thì có rất nhiều các cô, các chú, các anh chị, thậm chí là các em, thì em Hạnh xin phép được xưng là em Hạnh với tất cả cô chú anh chị trong buổi Zoom đặc biệt ngày hôm nay. Giống như đã thông báo từ trước thì buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ được cập nhật những cái thông tin rất là quan trọng và cũng đến từ một người cực kỳ quan trọng, mà cái điều em Hạnh nghĩ rằng là đây là cái điều mà quyết định thúc đẩy cô chú anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay đầy đủ đến như thế, đúng không ạ? Và thậm chí là có cổ đông mà sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi, từ bỏ cuộc nhậu để ở nhà nghe Zoom luôn, thì đấy là một điều hết sức là tuyệt vời. Thì để bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay, em Hạnh cũng muốn là tất cả chúng ta hãy lựa chọn một chỗ ngồi ổn định này, ánh sáng đầy đủ này, và thậm chí chúng ta hãy có những cây bút này và cuốn sổ để ghi chép những cái thông tin cần thiết, bởi vì buổi tối ngày hôm nay rất là giá trị. Và rồi ạ, thì chương trình ngày hôm nay sẽ có phần giao lưu của anh Triệu Tâm, và sau đó thì chúng ta sẽ có phần giao lưu giải đáp băn khoăn thắc mắc. Thì cô chú anh chị có bất cứ băn khoăn thắc mắc hay là câu hỏi hay là mong muốn gì thì cứ comment vào phần chat, đúng không ạ? Thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại hết những câu hỏi, những băn khoăn thắc mắc, những góp ý, những ý kiến của cô chú anh chị, và chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu giải quyết ở phần cuối giờ. Tiếng của em không nghe được ạ. Nhà mình có nghe được không ạ? Nhà mình nếu mà nghe được thì có thể comment số 1 cho em Hạnh được biết được, đúng không ạ? Nghe bình thường. Nghe được mà em. À, thế thì chị Hiền nó chắc là bên mạng bên chị có vấn đề ấy. Rồi ạ. Thế thì không làm mất thêm thời gian của cả nhà mình nữa, thì chúng ta đã sẵn sàng vào buổi tối ngày hôm nay chưa ạ? Chúng ta rất mong chờ người này, đúng không ạ? Một người thuyền trưởng, một người đã có công rất lớn cho mang Skyway về và làm cho chúng ta có những có cơ hội được đóng góp, được góp vốn và được cống hiến với Skyway tại Việt Nam đến thời buổi ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy gửi lời chào và lời chào mừng nhiệt liệt tới vị thuyền trưởng của chúng ta, anh Triệu Tâm, đúng không ạ? Chúng ta hãy comment lời chào tới anh Triệu Tâm đi ạ. Chúng ta càng nhiệt tình bao nhiêu thì anh sẽ càng truyền tải cho chúng ta những cái nội dung quan trọng bấy nhiêu, đúng không ạ? Rồi chúng ta hãy cùng gửi lời chào tới vị thuyền trưởng của chúng ta đi ạ. Vâng, và sau đây thì em xin mời anh Triệu Tâm sẽ chia sẻ cho các cổ đông của chúng ta nội dung trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Em xin mời anh ạ. Vâng, xin nhớ. Lâu lắm không gặp quý vị. Xin chào tất cả quý vị. Em Hạnh, em nghe rõ không ạ? Nghe được ạ, rất rõ. Nghe rõ rồi. Xin chào tất cả quý vị. Thì lâu lắm tôi mới có cơ hội để lên đây giao lưu với quý vị.
Ngày hôm nay cũng rất là vinh dự là cực kỳ đông, một trong những buổi Zoom mà đầu tiên chúng ta đông như vậy. Chắc là do trước đây là chúng ta đang giới hạn là 300 thành viên. Thì ngày hôm nay là ngày mà rất là đặc biệt, chúng ta có trên 700 thành viên. Thì tôi cũng rất là vinh dự là cũng tưởng chừng là thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà nó đã thấm thoát được khoảng 5 năm rồi. 5 năm tôi đã hợp tác với Sway và 5 năm chúng ta đã hợp tác với Sway rồi. Và một cái khoảng thời gian nó không dài nhưng mà nó không ngắn nhưng mà nó không dài. Đấy, nhưng đủ để chúng ta hợp tác với Sway. Là hiện tại bây giờ là một trong những công ty, quỹ Sway Community là một trong những quỹ mà hiện tại được đánh giá là rất uy tín và đã có 5 năm trên thị trường ở Việt Nam rồi. Bắt đầu từ năm 2016 thì tôi đã từ duy nhất một mình tôi là người mà khai phá rồi xem xét cái tính năng công nghệ của Sway, sau đó tự mình đầu tư, tự mình mày mò, tự một mình, và bây giờ là toàn Việt Nam. Rất may mắn là chúng ta là toàn Việt Nam, bây giờ con số cũng khá là lớn, trên khoảng 100.000 người. Thì niềm vui của chúng ta sẽ lớn hơn nữa khi mà công ty sẽ tiến ra thị trường và IPO. Tôi sẽ nói với quý vị, đây là một trong những điều chắc chắn với quý vị rằng là đây sẽ là một trong những công ty mà sẽ giúp quý vị thay đổi rất lớn. Đấy. Cũng chuẩn bị là bước sang một năm mới. Năm nay là năm kết thúc năm 2021, là một năm kết thúc giai đoạn khởi nghiệp của chúng ta rồi. Và chúng ta đã kết hợp 5 năm với Sway, nhưng không dừng lại ở 5 năm mà chúng ta còn rất nhiều việc để làm. Tôi nghĩ là khoảng hơn chục năm, vài chục năm nữa. Và nếu quý vị hiện tại bây giờ quý vị tập trung hợp tác với Sway, hợp tác với quỹ đầu tư Sway Community, thì quý vị có một cái công việc ổn định dài hạn. Và tôi rất tự hào là chúng tôi đã kết hợp làm công việc này ổn định suốt 5 năm vừa qua. Và hiếm có một cái công ty hoặc chương trình tài chính nào mà tồn tại, trụ vững, giúp cho nhà đầu tư và giúp cho các đối tác có được cái việc làm dài hạn như vậy. Và sau này tôi nghĩ là rất nhiều người phải ngưỡng mộ chúng ta. Đấy. Một chút về cái vấn đề là kinh nghiệm đầu tư, và thứ hai nữa là nói về một số cái tiềm năng mà Sway đang có. Và phải nói là rất tiếc nếu mà một ai đó đã nghe Sway rồi mà bỏ qua cái cơ hội này hoặc là chưa tin, thì tôi thấy là rất là đáng tiếc. Thời gian của chúng ta sẽ là không còn nhiều nữa. Xin lỗi một chút. Tôi muốn nói với quý vị là tại sao mà chúng ta lại phải đầu tư, và sớm muộn gì chúng ta cũng phải đầu tư. Bởi vì tôi muốn nói với quý vị là một số cái lợi ích mà khoản đầu tư chúng ta đem lại, ai cũng thế thôi, sau này chúng ta cũng phải đầu tư. Bởi vì khoản đầu tư của chúng ta sau này nó sẽ giúp cho chúng ta, nó ví như là một cái công cụ hoặc là một người giúp việc cho chúng ta, làm việc cho chúng ta 24/7. Và ngay cả khi ngủ, khi con cái của chúng ta ngủ, khi chúng ta đang ngủ, thì cái khoản đầu tư đó vẫn đem lại cái lợi nhuận của chúng ta. Thì tôi muốn nói với quý vị là tại sao mà chúng ta lại cho quý vị biết là đầu tư, hiểu một chút và sớm về cái lợi ích của đầu tư. Bởi vì tôi muốn nói sau đó là một số cái lợi ích mà khoản đầu tư chúng ta đem lại, ai cũng thế thôi, sau này chúng ta cũng phải đầu tư. Bởi vì khoản đầu tư của chúng ta sau và lợi ích của việc đầu tư sớm ví như là một cái công cụ hiện nay tôi là giúp việc cho chúng ta làm việc cho chúng ta. Mong muốn quý vị rằng là 24/7 hãy va chạm và ngay
và hiện tại khối tài sản của ông ấy đã trên 100 tỷ đô la. Và chính vậy là đây là một trong những cái mà tôi khuyên quý vị ở Việt Nam thì nên giáo dục thì sớm, để chúng ta biết trẻ. Là về đầu tư thế giới, sớm, càng sớm mà tốt. Các nước phát triển trẻ sẽ có kiến thức về tài chính, kiến thức về tài chính tốt hơn. Thì theo thống kê thì tại Hoa Kỳ là cái tỷ lệ người dân đầu tư là trên 50%. Còn đối với cả Nhật Bản thì tỷ lệ đầu tư là 40%. Đấy. Con số rất là lớn và ở Việt Nam chúng ta cũng thế, ở Việt Nam chúng ta đang đầu tư rất là ít. Theo thống kê thì khoảng năm 2007 2018 tỷ lệ người dân Mỹ thì là đầu tư khoảng 65%. Đấy, tỷ lệ thế giới số đầu tư rất là cao. Các nước phát triển là nhiều. Tỷ lệ đầu tư các nước phát triển như nào? Thì theo thống kê thì bởi vì Hoa Kỳ là bây giờ người dân đầu tư là trên người ta có ý thức về đầu tư rất là sớm. Còn đối với cả Nhật Bản và cái kiến thức thì tỷ lệ đầu tư là 40% đã được đưa vào các trường đại học để đào tạo. Con số rất là lớn và ở Việt Nam chúng ta cũng thế. Đấy. Ở Việt Nam chúng ta đang đầu tư rất là ít. Và nó trở thành một thói quen. Theo thống kê việc hàng ngày khoảng của năm 2007 và 2018 tỷ lệ người dân này chúng ta cũng muốn đầu tư khoảng 65%. Cái việc đầu đấy, tư tỷ lệ dân số đầu tư rất là cao như một cái thói quen hàng ngày, không ai phải thúc giục chúng ta, không ai bắt ép chúng ta phải đầu tư cả. Những người Mỹ bây giờ đấy mà chúng ta tự ý thức rằng có ý thức về đầu tư rất là sớm thì mới thay đổi và cái kiến thức đó tài chính và thay đổi đã được đưa vào cái chúng ta học để tạo chuyên giáo dục động sau này đấy. Và nhiều người nghĩ rằng là và nó trở thành một cái thói quen người Mỹ ấy, một cái công việc hàng ngày sau khi họ về hưu, họ đi du lịch, họ đi chơi và rất là nhiều như vậy thôi. Thì chắc là này chúng ta cũng muốn nước họ có khoản trợ cấp rất là lớn việc đầu tư nhưng không thực sự như vậy như một cái thói quen hàng bởi ngày vì là ai phải thúc giục chúng ta, không ai bắt ép chúng ta phải đầu tư cả, bởi vì là những người Mỹ mà chúng ta tự ý thức rằng chỉ khoản đầu tư hưu trí của người ta thì mới thay đổi được thì nó chỉ đủ mặt tài chính chi tiêu thay đổi sống hàng ngày của người ta thôi, chúng ta nó không có thu nhập quá nhiều để cho người ta có cái khoản tiền đó. Và nhiều người nghĩ rằng là đấy. Những người thì, Mỹ, bởi vì những người Mỹ họ về hưu họ đi du lịch rất là sớm và theo thống kê thì có khoảng 65% số tiền từ hưu trí đầu tư vào cái cổ phiếu, hưu trí tại Mỹ ấy, đầu tư vào cổ phiếu rồi. Thì lời khuyên của tôi là quý vị muốn thụ động sớm, muốn nghỉ hưu sớm thì hãy lựa chọn đầu tư sớm đấy. Một thống kê nữa cho thấy rằng thông thường những cái nước mà có tỷ lệ đầu tư thấp thì thiếu thốn cái kiến thức về tài chính của họ lại thiếu thốn rất là trầm trọng, thiếu thốn nhiều hơn là những cái nước mà người ta đã đầu tư có tỷ lệ đầu tư cao. Và cái việc mà thiếu kiến thức về tài chính như vậy thì dẫn tới là mọi người không kiểm soát được ngân sách chi tiêu và kết quả là họ không tự tích lũy được và lâm vào cảnh nợ nần, tức là ở cái nước mà có cái tỷ lệ đầu tư cao, cái ý thức tài chính của người ta cao, những nước mà có tỷ lệ đầu tư thấp thì cái ý thức, cái kiến thức về hiểu biết tài chính của họ người ta lại thiếu. Đấy, thì những cái nước thiếu như vậy thì cho cái việc mà khi người ta thiếu kiến thức tài chính thì cái việc đầu tư người ta cũng thiếu và cái việc chi tiêu hàng ngày của người ta cũng thiếu. Chính như vậy là người ta luôn luôn ở tình trạng là nợ nần, thiếu tiền. Đấy. Mà nếu không đầu tư ngay bây giờ, tại thời điểm này, nếu chúng ta không đầu tư ngay bây giờ, không trang bị cho chúng ta ngay bây giờ, thì sau này chúng ta khó lòng mà có được cái việc tự do tài chính sau này. Chính vậy là từ cái này, tại sao tôi muốn nói đi vào vấn đề đầu tư trước, muốn cho quý vị có một cái khái niệm, có một ý thức đầu tư. Và sau này chúng ta xem cái việc đầu tư là cái việc mà là bắt buộc rồi. Đấy. Không ai phải nhắc chúng ta cả. Tự giác mà đi tìm kiếm đầu tư. Tự giác mà học tập, tự giác mà tìm hiểu đầu tư. Mà tìm hiểu đầu tư, va chạm đầu tư thì chúng ta sẽ có kiến thức về đầu tư, kiến thức về tài chính. Và giúp cho chúng ta có cái nguồn tài chính nó ổn định hơn, tốt hơn. Và tôi cũng rất là may mắn là cũng rất là may mắn là khi mà va chạm cái việc đầu tư này từ không nhiều như quý vị đâu, nhưng mà tôi nói quý vị là tôi đã va chạm từ năm 2015 và khi mà tôi va chạm việc đầu tư này từ 2015 thì tôi tích lũy về kiến thức tích lũy rất nhiều và va chạm đầu tư thì cái việc đầu tư của tôi từ năm 2015 này đến giờ là tôi thấy là không hề thua lỗ mà có sự thay đổi rất lớn. Và rất may mắn là mình biết được, va chạm được cái kiến thức đầu tư này. Và cái việc tài chính của mình cũng thay đổi vượt bậc
vượt bậc rất nhiều so với việc là khoảng chục năm vài chục năm trước mình cố gắng. Đấy, thì chính vậy tôi qua những bài như này tôi muốn quý vị là hãy tìm hiểu, hãy quan tâm đến đầu tư nhiều hơn nữa và hãy va chạm đầu tư nhiều hơn nữa và có khái niệm đầu tư nhiều hơn nữa để có kiến thức và giáo dục con cái của mình, cháu trách mình có kiến thức về đầu tư và tài chính sớm hơn. Đấy quý vị ạ. Vậy như vậy thì một quốc gia có tỷ lệ người nhà đầu tư cao thì tỷ lệ người dân ở đó hiểu biết về tài chính sẽ cao. Hiểu biết tài chính thì bao gồm cả kiến thức về đầu tư để gia tăng thu nhập. Thứ hai nữa là kiểm soát được dòng tài chính chi tiêu hàng ngày của mình. Đấy, kiến thức về tài chính nó là như vậy. Khi người ta có kiến thức về tài chính rồi thì sẽ giảm tỷ lệ ở nước đó, những người dân sẽ giảm tỷ lệ nghèo và tăng tỷ lệ giàu hơn đối với quốc gia đó. Đấy. Bởi vì gì ạ? Chúng ta giàu thì gia đình chúng ta giàu, góp phần gia đình chúng ta giàu. Và chúng ta giàu, gia đình chúng ta giàu thì góp phần là quốc gia giàu. Như vậy là gì ạ? Quốc gia không giàu thì bản thân những người dân ở quốc gia đó phải có kiến thức về tài chính, ý thức về tài chính sớm. Đấy. Và ngay bây giờ chúng ta phải tham gia đầu tư để nâng cao kiến thức về tài chính. Và tôi có rất nhiều người là luôn hô cái khẩu hiệu là quốc gia khởi nghiệp. Theo tôi nghĩ là bây giờ chúng ta hãy thay thế cái câu là quốc gia khởi nghiệp bằng cái câu là quốc gia đầu tư mới đúng. Tại sao là vậy ạ? Bởi vì dạ, chúng ta phải có kiến thức đầu tư thì khởi nghiệp chúng ta mới thành công, dễ thành công được. Chúng ta phải am hiểu về kinh doanh, am hiểu về tài chính. Thì cái việc mà chúng ta tạo ra cái sản phẩm nó có dễ, nó dẫn tới cái việc thành công nó dễ dàng hơn. Đấy. Chính vậy là tôi muốn là dạ, chúng ta phải có kiến thức về đầu tư trước. Và dần dần người người nhà nhà chúng ta phải đầu tư. Đấy. Và bây giờ chúng ta xây dựng là khẩu hiệu của chúng ta là quốc gia đầu tư chứ không phải là quốc gia khởi nghiệp. Và quốc gia đầu tư có kinh nghiệm đầu tư, có kiến thức đầu tư, sau đó chúng ta mới khởi nghiệp. Đấy, đấy là theo quan điểm của cá nhân tôi như vậy. Và bây giờ là chúng ta nên đổi cái khẩu hiệu. Và làm thế nào để đầu tư? Đầu tư có khó không? Nhiều người bảo là đầu tư thì tôi không có kiến thức nhiều. Đầu tư có khó không? Thì bây giờ rất đơn giản là rất là nhiều người nhầm lẫn rằng là những người hiểu biết rộng hoặc những người nhiều tiền thì mới có khả năng đầu tư được. Nhưng thực tế lại cho rằng là thực tế cho rằng bất kỳ ai cũng có khả năng đầu tư được với số tiền rất là nhỏ. Đấy, cách đơn giản với việc đầu tư đó là gì ạ? Hiện nay chúng ta sẽ lập danh mục đầu tư thông qua các quỹ đầu tư. Tức là dạ, chúng ta không có nhiều kiến thức, không có nhiều vốn, chúng ta cũng có khả năng đầu tư được bằng cách là chúng ta thông qua các quỹ đầu tư. Như ở trên thế giới có rất nhiều quỹ đầu tư như là cổ phiếu, trái phiếu, crypto, ETF, rất là nhiều quỹ đầu tư. Và có rất nhiều quỹ đầu tư thì người ta cái khoản đầu tư chỉ dưới $1,000 thôi. Tôi lấy ví dụ một cái quỹ đầu tư mà tôi đã tham gia và đánh giá đây là một trong những quỹ đầu tư mà cực kỳ là uy tín, đã có mặt trên thị trường là khoảng 6 năm nay. Đây là một cái nền tảng thu hút vốn cộng đồng và mở ra cơ hội cho chúng ta là khoảng $50, tức là thấp nhất ai cũng có khả năng đầu tư, tức là từ người già, như từ sinh viên, từ người có tiền là tối thiểu $50 thông qua các quỹ đầu tư như vậy chúng ta tiếp cận đấy tới việc đầu tư. Đấy. Tôi giới thiệu cho quý vị một chút về cái chương trình của Sway Community. Tại sao Sway Community thì người ta lại chi trả hoa hồng, chi trả người ta sử dụng cái hình thức quảng cáo như nào? Thứ nhất, để đảm bảo cái chi trả hoa hồng theo thực tế và hiệu quả cái công việc thì người ta lựa chọn cách như sau. Người ta sử dụng mỗi đối tác, mỗi nhà đầu tư
mỗi nhà đầu tư là một đối tác. Đấy, sử dụng mỗi nhà đầu tư là một đối tác, bởi vì dạ, họ sẽ hiểu hơn về cái công nghệ của họ, của họ đang đầu tư, và họ hiểu hơn về cái công ty họ đang đầu tư. Đấy, và kết quả sẽ tạo niềm tin cho khách hàng nhiều hơn. Chứ Survey Community không trả nhiều tiền cho cái việc mà chi trả khoản hoa hồng cho các đối tác, cho các quảng cáo truyền hình hoặc là các quỹ đầu tư mà không hiệu quả. Ở đây người ta đang trả, tức là sử dụng chính nhà đầu tư là một đối tác. Ở đây có hai quyền lựa chọn. Một là quý vị là trở thành một nhà đầu tư không và sở hữu cổ phần Survey, hưởng cổ tức hàng năm và tăng trưởng cổ phiếu với công ty. Hai là kết hợp vừa là nhà đầu tư vừa là đối tác, để kết hợp cùng công ty quảng bá sản phẩm, quảng bá công nghệ. Đấy, và cái kết quả mà làm việc với cả Survey Community, cái công ty này đã có mặt trên thị trường là 6 năm và từ năm 2015 giờ đã có khoảng trên 200.000 nhà đầu tư tham gia từ trên 200 quốc gia khác nhau. Và ở Việt Nam thì từ năm 2016, từ năm 2016 đến giờ, và chúng ta cũng đã, đầu tiên là chỉ có mỗi mình tôi. Sau đó là tôi phải lục lọi kiến thức rồi tìm tòi. Đầu tiên là không ai hướng dẫn. Tôi phải kiểm tra là một gói 1.000 đô là bao nhiêu cổ phần, tác dụng của nó ra sao, cách mua sở hữu nó như thế nào, rất là khó khăn, và liệu mình mua nhầm thì sao, và quyền lợi của nó sau này như thế nào. Và rất nhiều đối tác người ta hỏi rất nhiều cái câu hỏi khác nhau thì mình trả lời ra làm sao. Lúc đó là duy nhất mỗi mình tôi. Và hàng năm tôi càng ngày càng trau dồi, càng ngày càng làm việc tâm huyết, không nghĩ đến cái việc khác. Thì hàng năm, và bắt đầu từ năm 2016 giờ, thì công việc của tôi cũng thoải mái hơn, bắt đầu là cũng có một cái khoản thu nhập thụ động nhỏ. Đấy, từ năm 2016 mà đã 5 năm rồi. Thì mới đây chỉ là 5 năm là khởi động thôi. Thì tôi nói với quý vị là hợp tác với chương trình Survey Community, quý vị sẽ có cơ hội được hợp tác trong 10 năm, 20 năm sắp tới. Nếu quý vị bắt tay tại thời điểm này thì 10 năm, 20 năm tới là quý vị thụ động như thế nào rồi? Thụ động trong 10 năm thì quý vị là cảm thấy là cuộc sống mình bắt đầu ổn định rồi, không thiếu thốn bất kỳ cái gì rồi. Đấy. Hãy, cho nên là chương trình đối tác này rất quan trọng. Hãy bắt tay từ ngay bây giờ. 2 năm sau, 3 năm sau mình thụ động, 4 năm sau, 5 năm sau, nó như một cái công việc ổn định cho mình lâu dài. Và hiện tại bây giờ tôi đánh giá là chưa có một cái chương trình tài chính nào nó như vậy đâu. Đây là một trong những cái chương trình đối tác tuyệt vời. Đã 5 năm nay tôi đã hợp tác và tôi chưa một lần phàn nàn về cái quỹ đầu tư này. Đấy. Các chương trình đối tác, nhiều người phân vân rằng là những cái chương trình đối tác như vậy, trả hoa hồng như vậy thì nó có gì không? Thì có rất nhiều các quỹ đầu tư, có rất nhiều các công ty khổng lồ, người ta cũng sử dụng cái chương trình đối tác để người ta trả thưởng. Đấy, như quý vị là nhìn như trái như màn hình là công ty Hotelux. Đấy, và những cái ngân hàng người ta cũng đã trả rồi. Ví dụ như một trang của đối tác của Amazon cũng đã từng trả hoa hồng là 10%. Một chương trình là nếu quý vị đăng ký hosting domain tên miền thì một trong những cái nơi mà trả đó là hosting, thì hosting người ta trả là hoa hồng lên tới khoảng 60%. Đấy, 60%, thay vì người ta sử dụng cái 60% đó người ta quảng cáo trên truyền hình, trên internet, mọi thứ nó không hiệu quả, bởi vì không ai kích vào, không ai mua hàng, người ta vẫn phải trả 60%. Nhưng Survey Community đang sử dụng cái chính sách này rất hay, tức là sử dụng chính nhà đầu tư, họ hiểu rồi, họ tìm tòi, họ lục tài liệu, mọi thứ họ thuộc lòng về công ty Survey rồi, họ hiểu rồi, thì sử dụng họ chính là đối tác để đi quảng bá sản phẩm. Và chính vì họ thuộc, họ hiểu cái công nghệ rồi, họ đi quảng bá sản phẩm thì hiệu quả cao hơn.
Và công ty Sway Community chỉ trả cho những đối tác những Sway Community thì nó giảm chi phí hơn rất nhiều. Đấy quý vị. Như tổng chương trình liên kết của eBay, network trả khoảng 50-70%. Quý vị có thể là gõ hoặc là tôi sẽ gửi link cho quý vị. Và khi mà chúng ta lựa chọn các công ty khởi nghiệp rồi, tức là thông qua các quỹ đầu tư, chúng ta bây giờ đầu tư bằng cách là gì? Không có vốn nhiều, bây giờ chúng ta sử dụng bằng cách là thông qua quỹ đầu tư nào đó để biết được một cái danh mục sản phẩm, để biết được cái công ty khởi nghiệp nào đó với số vốn rất ít. Và tiêu chí của chúng ta khi mà lựa chọn các công ty khởi nghiệp thì có hàng nghìn công ty, rất nhiều các công ty. Thì tiêu chí của chúng ta lựa chọn các công ty khởi nghiệp như nào? Thì ở đây tôi muốn cho quý vị thấy là một số chuyên gia người ta cũng lựa chọn. Ví dụ như là Andreessen, ông nổi tiếng là một trong những nhà đầu tư siêu thiên thần. Ông này gọi là nhà đầu tư siêu thiên thần. Và đã từng đầu tư vào Facebook, rồi Line, rồi Twitter từ những ngày thời điểm đầu tiên. Đấy. Thì cái tiêu chí của ông này lựa chọn thì như nào? Có giống chúng ta không? Chúng ta cùng nhau xem. Đối với ông này thì một cái công ty khởi nghiệp hấp dẫn thì đầu tiên là thị trường phải khổng lồ. Tức là ông lựa chọn một cái công ty đấy thì ông phải xem xét là cái sản phẩm đó làm ra thị trường nó có đủ lớn hay không và dài không, lâu không. Tiêu chí thứ nhất của ông đây như vậy. Thì chúng ta áp vào Sway thì đối với sản phẩm của Sway thị trường có khổng lồ hay không? Tức là dạ, nhu cầu giao thông nó rất là lớn. Không phải một nước cần mà nhiều nhiều nước cần. Không phải một nước cần một con đường mà một nước làm hàng trăm con đường khác nhau. Và không phải mỗi đời chúng ta dùng, đời con, đời cháu, đời chắc chúng ta. Giao thông là thị trường vô cùng lớn. Đấy, nhiều nước cần. Như vậy là chúng ta đang đáp ứng theo tiêu chuẩn của ông này, ông lựa chọn là dạ, thị trường khổng lồ. Một lựa chọn thứ hai của ông này như nào? Công nghệ đó phải là khác biệt, mang tính đột phá. Thì hiện tại bây giờ các công ty khởi nghiệp một năm thì rất nhiều cái công ty khởi nghiệp, hàng triệu cái công ty khởi nghiệp ra đời và tỷ lệ thành công rất là ít. Chính vậy là không phải là chúng ta cứ thấy công ty nào bán cổ phần rẻ là chúng ta đầu tư vào, không phải. Như vậy là nhầm. Chúng ta vẫn phải có tiêu chí riêng của chúng ta. Và nếu chúng ta không có được chúng ta không có được cái tiêu chí thì chúng ta hãy tham khảo một vài cái tiêu chí đó của những nhà đầu tư nổi tiếng nào đó. Thì trên thị trường có nhiều cái nó gọi là na ná giống nhau. Rất là nhiều cái công ty là chuyên làm mạng xã hội, công ty thì chuyên về app, thậm chí app bất động sản, app nọ kia rất là nhiều. Đấy. Thì không có gì khác biệt. Đấy, cũng không có gì đột phá cả. Vậy Sway có gì khác biệt và đột phá không? Chúng ta có khác biệt. Hiện tại bây giờ là trường giao thông cấp 2, thị phần của giao thông cấp 2, thì hiện tại bây giờ là chúng ta, phải nói là chúng ta là không có đối thủ về giao thông cấp 2. Giao thông cấp 2 là rất cần thiết bởi vì là chúng ta cần phải nâng nó lên, đưa giao thông lên trên khỏi mặt đất để tránh va chạm, tránh tai nạn. Điều đó là cần thiết để lại cái khoảng không rộng, ít va chạm, ít tai nạn, an toàn hơn. Điều đó là cần thiết và cần thiết cho các thành phố thông minh tương lai. Đấy, cần thiết. Và hiện tại bây giờ giao thông cấp 2 thì có công ty nào đã chiếm lĩnh thị trường chưa? Có rất nhiều cái công ty hiện tại đang phát triển nhưng chi phí của nó cũng rất là đắt. Hàng trăm triệu đô la trên một km đường. Chưa đáp ứng được về mặt chi phí. Đấy, và chưa nhân rộng được. Và độ thông minh, độ an toàn cũng chưa đạt được hiện tại bây giờ. Và hiện tại bây giờ Sway thì là một trong những công ty đã chứng nhận rồi. Phương tiện tí là tôi sẽ nói sâu hơn. Đây là một trong những cái điều mà khác biệt mà thế giới chưa có từ trước đến nay. Chưa có một công nghệ nào tương tự, đó là khác biệt. Đột phá hay không? Đột phá tức là gì? Nó công nghệ của nó, công nghệ của nó chiếm thị phần
Tức là khi nó bắt đầu là công nghệ của nó ra đời thì tôi nghĩ là người người nhà nhà người ta sẽ sử dụng cái công nghệ này với cái chi phí của nó rẻ, an toàn. Đấy. Một vấn đề tiếp theo mà tôi nói với quý vị, người ta cũng lựa chọn như chúng ta thường trước đây hay nói. Đấy. Phải lựa chọn một nhà sáng lập của nó. Lựa chọn một nhà sáng lập của nó. Nhiều người bảo là lựa chọn một nhà sáng lập nào đó phải thông minh. Và chúng ta cũng đừng có nói là bảo là tâm tầm tài. Bây giờ người ta vứt bỏ cái tâm tầm tài. Bây giờ ông nào cũng bỏ tâm tầm tài rồi. Cho nên là bây giờ là chúng ta không, trên mạng bây giờ chúng ta là không dùng cái câu từ là nhà sáng lập tâm tầm tài. Bởi vì ai cũng tự đánh giá mình là tâm tầm tài. Đấy. Thì một trong những chuyên gia người ta lựa chọn là nhà sáng lập như nào, người ta lại không lựa chọn nhà sáng lập thông minh. Người ta bảo là thông minh, giỏi là có khả năng học được. Đấy, những yếu tố cần của người ta là hai đặc điểm rất là quan trọng. Đó là gì? Dũng cảm, kiên trì, tức là gặp cái khó khăn không bỏ cuộc. Thì trong survey có không ạ? Có. Ông Zunicki, cái công việc của ông đấy là hơn 50 năm rồi, hơn 40 năm nay rồi. Đã nghiên cứu mày mò, kiên trì và tâm huyết với nó trong suốt 40 năm nay. Nếu không có lòng kiên trì, không có lòng dũng cảm, không có sự kiên trì thì ông ấy không theo đuổi được đến bây giờ. Đấy, tiêu chí của nhà sáng lập mà giới tỷ phú người ta lựa chọn đúng như vậy. Thì trong giới quân cũng có như vậy. Tiêu chí thứ hai đối với nhà sáng lập thì người ta lựa chọn như nào? Tức là ông phải là thiên tài trong ý tưởng. Tức là trong ý tưởng của ông phải có sự khác biệt, đổi mới đi. Chứ ông lúc nào cũng suy nghĩ giống nhau. Thấy người ta làm cái app, mình cũng làm cái app bán cổ phần. Ông làm khác đi. Và tôi cũng bật mí quý vị là thấy ông nào ấy mà làm na ná trên thị trường ấy thì nên chạy trốn đi, không đừng có đầu tư gì. Dễ dàng lắm. Làm ấy, cái ông nào làm mà nó khác biệt, người khác không có, thị trường không có, ông làm ấy thì ông mới có cơ hội là làm thật. Còn làm mà người khác đã làm rồi mọi thứ, mình cũng bắt chước mình làm như thế, tôi nói quý vị là có làm thật chưa chắc thành công. Bởi vì thị trường cạnh tranh rất lớn. Thì mình phải có sự khác biệt đi, đổi mới đi thì nó mới có thị phần cho mình. Đấy. Và người ta nói rằng là trí thông minh có thể cải thiện được qua việc đọc sách. Đúng ạ. Đấy, cho nên là quý vị là cứ bảo là thằng ấy thông minh lắm, ông ấy thông minh lắm. Học giỏi lắm. Lựa chọn ông ấy là đúng. Không phải, không hẳn như thế. Có những người người ta học kém hoặc có những người như người ta kiên trì làm đi làm lại, làm đi làm lại cái đấy người ta tự nhiên thành thiên tài thôi. Ai cũng có khả năng thành thiên tài cả. Nhưng phải làm đi làm lại, kiên trì, dũng cảm. Đấy, thì mới thành công được. Như vậy là trong ba cái yếu tố này các vị tỷ phú người ta nói, người ta đánh tìm ra ba cái điểm quan trọng đối với một cái công ty khởi nghiệp, thì trong đó sở hữu chúng ta cũng có ba cái tiêu chí này. Và thậm chí chúng ta có nhiều cái tiêu chí hơn. Nhưng các tỷ phú người ta đã chọn ba tiêu chí này quan trọng. Thì mình thấy trong survey là có 3 tiêu chí này quan trọng. Ok, được chưa? Và sau này chúng ta không cần nói. Nói tâm tầm tài nữa nhé. Trên mạng xã hội người ta nói rồi. Nghe ai nói cứ tâm tầm tài là đã thấy lừa đảo rồi. Chứ đừng có nói tâm tầm tài nữa nhé. Bỏ cái khẩu hiệu đấy đi. Khẩu hiệu chúng ta phải mới, khác biệt hơn. Đúng không ạ? Ông nào cũng tâm tầm tài kìa. Và tôi muốn giao lưu với quý vị một chút là cách sở hữu cổ phần của doanh cách sở hữu một doanh nghiệp theo cách hiện đại. Đấy. Phi thương bất phú. Tôi đang so sánh hai cái này. Một là quý vị sẽ mở một doanh nghiệp truyền thống ra và khó khăn lợi thế như nào. Hai
là chúng ta lựa chọn một cách là sở hữu cổ phần một doanh nghiệp khởi nghiệp quốc tế mà có đủ tiêu chí khác biệt, thị trường rộng lớn, đội ngũ nhà sáng lập phải kiên trì, tâm huyết với dự án, có kiến thức chuyên môn về dự án. Và chúng ta chỉ với số vốn rất nhỏ thôi thì chúng ta lựa chọn một trong hai cái như thế nào? Nếu chúng ta lựa chọn khởi nghiệp bằng cách mở một doanh nghiệp truyền thống ra thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn, bởi vì rằng thường là những nhà sáng lập người ta phải tâm huyết, phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu phát triển nó, quên ăn quên ngủ, quên kiếm tiền để phát triển cái ý tưởng nó, mất rất nhiều thời gian. Nhưng nếu mà lựa chọn bên tay phải, ở đây là kim nhị đồ nhé, không phải kim tứ đồ nữa mà kim nhị đồ nhé, nếu lựa chọn bên tay phải, liệu chúng ta có mất nhiều thời gian như vậy không? Chúng ta không mất nhiều thời gian. Chúng ta chỉ xem xét những cái công ty nào có đủ những tiêu chí, đủ giấy tờ pháp lý, đủ sự khác biệt, có tiềm năng là chúng ta đầu tư thôi. Chúng ta không mất nhiều thời gian nhiều như những cái nhà sáng lập bên kia. Hai, về vấn đề tài chính. Nếu mở một cái công ty khởi nghiệp thì chúng ta cũng bỏ rất nhiều tiền, nhiều trăm triệu và nhiều tỷ. Và không chỉ bỏ một lần mà bỏ rất nhiều, thậm chí thời gian là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm chúng ta vẫn phải bỏ liên tục như vậy. Vậy lựa chọn đầu tư vào một cái doanh nghiệp theo hướng sở hữu một doanh nghiệp theo hướng hiện đại thì như nào? Số tài chính của chúng ta không cần phải quá lớn. Chỉ thông qua các quỹ đầu tư họ hỗ trợ chúng ta chỉ có 50 đô, 100 đô, 200 đô, 500 đô và 1.000 đô. Chúng ta cũng trở thành chủ sở hữu cùng với họ, cùng với các dự án như vậy. Đối với một doanh nghiệp truyền thống thì chúng ta cần khả năng về kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm quản lý lãnh đạo và rất nhiều cái kỹ năng khác đi kèm. Nhưng đối với cách sở hữu theo doanh nghiệp hiện đại như, thì chúng ta lại cũng không cần quá nhiều về kiến thức chuyên ngành hay kinh nghiệm gì cả. Và cứ thế, cái tiêu chí của chúng ta còn nếu mà trong trường hợp là rủi ro thì sao? Nếu cả hai đều rủi ro thì đối với một sở hữu một doanh nghiệp hiện đại, một doanh nghiệp truyền thống thì chúng ta lại mất rất nhiều thời gian ở trên, chúng ta đã mất rất nhiều năm. Về tài chính thì chúng ta cũng mất rất nhiều tỷ mà chúng ta đã bỏ ra. Nhưng cũng rủi ro, đối với một sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp hiện đại theo cách hiện đại thì chúng ta chỉ mất 1.000 đô, 2.000 đô, 3.000, 4.000 đô thôi. Nhưng nếu mà thành công thì cả hai đều có khả năng trở thành triệu phú, tỷ phú. Chúng ta cũng đã từng nghe rất nhiều cái câu chuyện mà rất nhiều người khởi nghiệp khi mà tham gia trở thành nhà đầu tư thiên thần ngay từ thời điểm đầu tiên của nhiều công ty với số vốn 1.000 đô, 2.000 đô, 10.000 đô họ cũng trở thành triệu phú. Và nếu chúng ta cũng thành công ở doanh nghiệp truyền thống thì chúng ta cũng có cơ hội thành triệu phú và tỷ phú thôi. Như vậy là để mà so sánh sở hữu doanh nghiệp theo cách truyền thống do mình tạo ra nó vất vả hơn rất nhiều, mất thời gian hơn rất nhiều. Vì vậy hiện tại bây giờ theo hướng hiện đại, người người nhà nhà ai cũng có khả năng sở hữu được, từ sinh viên, từ người già, từ niên, từ những người có số vốn ít, không có nhiều kinh nghiệm, chúng ta vẫn là chủ một cái công ty quốc tế được, vẫn có cơ hội thành công lớn được, chứ không phải không lớn. Đấy. Vẫn có cơ hội thành công lớn được. Rất nhiều người họ đã, ví dụ như Elon Musk, đâu phải là nhà sáng lập của Tesla. Ông chỉ là đầu tư vào Tesla từ năm 2013 thôi mà. Và bây giờ trở thành, với số cổ phần lớn thì người ta trở thành là CEO của Tesla. Đúng không ạ? Đấy. Thế chính như vậy là dạ, cái này là kim nhị đồ, không phải kim tứ đồ nữa, mà kim nhị đồ này là chúng ta lại chuyển từ bên tay trái sang bên tay phải là cách hợp lý nhất
và nhẹ nhàng nhé, sang bên tay phải, không phải đau đầu, không mất nhiều thời gian, không mất nhiều công sức, ai cũng làm được, rủ bạn cũng được, rủ mẹ cũng được, rủ rất nhiều anh chị cũng được, đúng không ạ? Đấy, thì chính vậy là chúng ta ghim cái kim nhị đồ, đây là sáng tác mới, một sáng tác rất mới, lại, được chưa? Đấy, nhà lựa chọn bao giờ người ta hỏi là chúng ta lựa chọn bên tay phải, được chưa? Ông muốn giàu, muốn thành công là chúng ta lựa chọn bên tay phải, được chưa? Làm Zoom không quen cho nên là cũng chưa giao lưu được với quý vị, cho nên không biết là mình nói như nào. Zoom quen như này là chắc là chỉ có em Hạnh với anh Hùng. Đấy. Đấy, quý vị đã thấy thống kê nhẹ một chút là hiện tại trong năm nay là đã có 85.000 doanh nghiệp đóng cửa rồi, tức là rất là nguy hiểm, rất là đau đầu. 85.000 doanh nghiệp chứ không phải, tính 8 tháng đầu năm là có 10.000 doanh nghiệp phá sản, đóng cửa mỗi tháng. Như vậy là dạ, tạo ra một doanh nghiệp truyền thống theo ý theo của mình ấy, thì nó khó khăn vất vả hơn rất nhiều. Nhỡ dịch Covid mọi thứ thì vẫn phải trả lương nhân viên, vẫn trả đội ngũ hàng hóa mọi thứ. Có người vẫn phải thuê nhà văn phòng mọi thứ. Đau đầu. Không chịu được. Có những công ty có thâm niên hàng trăm năm vẫn phá sản. Nếu kết cục hàng trăm năm sau mới phá sản thì họ mất rất nhiều thời gian. Đúng không ạ? Chúng về tay trắng, 100 năm sau cũng về tay trắng. Nếu mình phá sản thì mình nếu mình thất bại thì mình cũng chỉ mất 1.000 đô, 2.000 đô, 3.000 đô thôi. Đấy, chính vậy là chúng ta là hiện tại bên công nghệ rồi, công nghệ 4.0 rồi. Và chúng ta bây giờ nắm bắt xu thế sở hữu cổ phần của những doanh nghiệp tiềm năng. Quốc tế thì nó sẽ đồng bẩy, nó sẽ mạnh hơn. Việt Nam thì tôi cũng chưa đánh giá cao nhiều. Đòn bẩy thì làm hơi vất vả. Nhưng hiện tại trước đây đấy, cái việc sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp nước ngoài thì nó tương đối khó. Nhưng mà gần đây thì nó là dễ thông qua các quỹ đầu tư. Và sắp tới đây thì nó cũng càng rất dễ thông qua nhiều nền tảng. Quý vị có thể là trực tiếp tìm hiểu từ các công ty nước ngoài, công ty quốc tế với số vốn rất ít thôi. Đấy. Và chúng ta hình dung rằng là dạ, bây giờ chúng ta đầu tư rồi, chúng ta dần dần đang tạo ra cái môi trường người người nhà nhà chúng ta cũng đầu tư như vậy, cứ dần dần đầu tư như vậy, thì chúng ta đã thống kê rồi tỷ lệ những nước mà nhiều đầu tư thì cái kiến thức về tài chính của họ cao hơn, và khi kiến thức tài chính của họ cao hơn, họ chủ động hơn trong vấn đề chi tiêu hàng ngày, nó không bị sâu vào trong vấn đề là nợ nần, không mất kiểm soát ấy. Như vậy là chúng ta đầu tư rồi, chúng ta bảo bạn chúng ta, người người nhà nhà chúng ta đầu tư, dần dần là người người nhà nhà cũng đầu tư và có kiến thức đầu tư, dần dần là một cái xã hội đầu tư, đúng không? Xã hội đầu tư xong, quốc gia đầu tư, thì có phải là chúng ta, đất nước của chúng ta càng ngày càng giàu hơn không? Tỷ lệ chúng ta đầu tư ít, kiến thức đầu tư, kiến thức về tài chính chúng ta sẽ ít, và nước của chúng ta sẽ nghèo hơn. Chính vì vừa rồi tôi mới nói là thay khẩu hiệu là quốc gia khởi nghiệp bằng quốc gia đầu tư, chứ không phải là suốt ngày quốc gia khởi nghiệp. Đấy, khởi nghiệp như nhìn kim tôi nhị từ đầu bên tay trái rồi đấy. Dạ. Chúng ta cần hiểu một chút về tập đoàn Unikai. Viết tắt của tập đoàn Unikai đó là UST, mà chúng ta là cái tên thương hiệu. Và trước đây chúng ta hay gọi là cái tên thương hiệu là Skyway, mà bây giờ chúng ta cũng gọi là Skyway cho quen. Thấy chưa? Tại sao cái thương hiệu của chúng ta, cái thương hiệu tổng của chúng ta nó là Unikai? Bởi vì Unikai là theo cái tên nhà sáng lập. Sau này ví dụ như xe Ford thế, hãng xe Ford sau này lên cái tên của ông Ford ấy. Thì sau này là tất cả các sản phẩm của Skyway đều là có chữ U,
Đấy, quý vị sẽ thấy là khi nào có chữ U. Tên ông và chúng ta cần hiểu tập đoàn Nước Cai là như nào. Tập đoàn Nước Cai là một tập đoàn về công nghệ, chuyên nghiên cứu, phát triển khoa học, tạo ra các sản phẩm sở hữu trí tuệ, tạo ra các sản phẩm để phát triển ra thị trường như là giao thông thông minh Segway, drone, Moon, thành phố tư tính và nhiều cái khác. Trong tập đoàn Segway sẽ có nhiều trong tập đoàn Nước Cai sẽ có nhiều công ty con nữa. Có khả năng là theo những tư liệu mà ông Zuriki đã nói thì có khả năng là những cái sản phẩm của chúng ta sẽ tạo ra những công ty riêng. Và thậm chí quý vị, ví dụ như là sau này là sản phẩm về nội thành, chúng ta lại có một xưởng sản xuất riêng, có mang thiết kế riêng, cái tốc độ 150 ấy, có mang thiết kế riêng, có xưởng sản xuất riêng. Đấy. Và cái tốc độ cao là có mang thiết kế riêng, có xưởng sản xuất riêng. Nó ngang với là hai công ty riêng, chứ không phải là ấy đâu. Đấy. Và hiện tại chúng ta cũng có thể được xem hoặc gọi tập đoàn Nước Cai là tập đoàn đa ngành. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang tập trung chính để đưa cái công nghệ Segway ra ngoài thị trường. Và nó cũng không xa nữa. Tôi nghĩ là thời gian cũng gần thôi. Thực sự là nếu không dịch 2020 là công ty cũng đã có những thông báo là sẵn sàng ra thị trường tại thời điểm đó. Nhưng bởi vì đại dịch như vậy chúng ta cần phải ở lại một năm nữa để mà phòng bị, trang bị với xử lý những cái dịch. Bởi vì rất nhiều công ty người ta không chuẩn bị được cái tâm lý và người ta cũng phá sản. Đấy. Tập đoàn Segway không trực tiếp tham gia vào vấn đề là thu hút vốn đầu tư. Và cái việc thu hút vốn đầu tư này đang dành cho quỹ đầu tư chuyên biệt. Đấy, quý vị hãy nhớ nhé. Tập đoàn Segway là công ty nghiên cứu, phát triển công nghệ, tạo ra sản phẩm, không tham gia vào quá trình thu hút vốn đầu tư. Họ là một cái công ty cổ phần đóng. Cái cổ phần của họ chỉ được sở hữu một là tổ chức hoặc cá nhân lớn. Họ chưa bán public ra ngoài thị trường, chính vì hạn chế trong vấn đề là sở hữu cổ phần. Cái việc sở hữu cổ phần công ty này bằng cách phải thông qua một quỹ đầu tư nào đó do chính công ty đề xuất. Và công ty này phải lựa chọn đối tác đó phải là một trong những đối tác uy tín, tin cậy. Đấy. Và họ phải công bố đối tác đó mới là chuẩn. Phải trực tiếp công bố đối tác đó. Và quý vị có thể là lên trên website urikai.com và có thể xem cái phần link ở dưới phần about vào cái link ở dưới mà chúng ta có sự công bố quỹ đầu tư. Tức là dạng công ty Segway không trực tiếp tham gia vào quá trình thu hút vốn đầu tư mà chỉ tạo ra những sản phẩm, tạo ra những sở hữu trí tuệ, công nghệ, nghiên cứu khoa học. Cái việc thu hút vốn đầu tư đã dành cho một cái quỹ uy tín, đã được công ty lựa chọn, trao niềm tin và sẽ công bố đối tác đó rõ ràng chứ không phải không công bố. Đấy. Nếu không công bố thì người ta cũng không biết đâu là đối tác chuẩn, đâu là cái kênh đầu tư chuẩn. Nhưng phải được công bố, chính tập đoàn công bố thì mọi người có khả năng là về sẽ tự làm như vậy. Và đây là cái câu hỏi thường gặp đối với những khách hàng mới, là đối với nhà đầu tư mới, là công ty Segway rất tốt rồi, chuẩn rồi, nhưng không biết chúng ta đầu tư có đúng đến tiền đến Segway hay không. Đấy. Và tại sao một công ty công nghệ riêng và quỹ đầu tư riêng, tại sao vậy? Làm như thế chúng ta mới minh bạch, tách bạch được cái khoản tài chính, chúng ta mới IPO được, chúng ta mới lên sàn được. Tại sao chúng ta có kiểm toán quốc tế mà họ không có kiểm toán, là bởi vì vậy. Và theo kinh nghiệm của tôi, nếu hai vừa quỹ đầu tư vừa công ty công nghệ là một thì công ty đấy không bao giờ lên sàn được.
không bao giờ sai được, bởi vì không tách bạch được tài chính, không minh bạch được tài chính. Ở đây tôi nói ngày hôm nay tôi muốn nói với quý vị rằng là để quý vị có được cái kinh nghiệm ra ngoài thị trường, thấy rất nhiều cái công ty họ sẽ mời cái nhiều cái khoản đầu tư khác nhau. Những quý vị muốn biết được họ có khả năng là họ lên sàn hay không, họ có khả năng kiểm toán được tài chính không, quý vị sẽ thấy là gì ạ? Những công ty mà vừa là vừa chương trình đối tác, vừa kêu gọi đầu tư và công ty công nghệ là một, thì tôi nói quý vị sớm muộn thì cũng sẽ lờ đờ. Tôi nói quý vị như vậy, cảnh giác quý vị như vậy. Công ty công nghệ riêng và đây là công ty thu hút vốn đầu tư riêng. Cái việc công ty công nghệ riêng người ta không liên quan đến vấn đề hoạt động tài chính mọi thứ, và người ta chỉ được tài trợ từ các đối tác thôi, sở hữu cổ phần thôi, tài trợ các đối tác. Thì chính vậy là dạ, cái khoản kinh doanh, cái khoản thu chi, cái khoản của người ta đều là minh bạch hết. Chính vậy sở hữu kiểm toán từ năm 2015 quý vị ạ, minh bạch từ cái điểm đó. Và 2 năm gần đây là kiểm toán quốc tế cho thấy là dấu hiệu là sở hữu chuẩn bị ra thị trường, chuẩn bị lên thị trường quốc tế. Và rất nhiều các anh chị nói rằng là đầu tư công ty này sẽ nhanh lên sàn Sway. Tôi nói quý vị là Sway đã 2 năm kiểm toán quốc tế rồi, ông còn chưa kiểm toán quốc tế nào bảo là nhanh hơn Sway. Sao được? Ông ít nhất phải chậm hơn Sway 2 năm. Người ta đã kiểm toán 2 năm quốc tế rồi, ông còn chưa cái kiểm toán nào quốc tế mà ông còn nhanh hơn Sway là sao được? Và các quý vị cũng đọc rồi, theo tiêu chuẩn ấy, thì cùng một doanh nghiệp đã kiểm toán hoạt động tài chính trong vòng khoảng 3 năm thì mình có 2 năm rồi, năm thứ ba nữa thì mình chỉ cần một cái khoản lợi nhuận doanh thu lớn là mình trên thị trường, thì cái giá cổ phần của mình là nó có tăng trưởng tốt. Nhiều công ty người ta thua lỗ người ta cũng lên được, nhưng mình cần phải có một cái doanh thu để khi lên thị trường nó ổn định hơn, cái giá cổ phần của mình ổn định hơn. Đấy, thì quý vị đã thấy về tài sản hữu hình, về vốn chủ sở hữu mình đã công khai rồi, gần 100 triệu đô la rồi. Đấy, với những cái tiêu chí về tài sản hữu hình, mọi thứ công ty đã công khai trên bảng cân đối kế toán rồi. 2 năm kiểm toán rồi, năm thứ ba 2021 nữa kiểm toán nữa, chỉ cần là một cái ông nào đặt một cái đơn hàng 10 km, 20 km thôi là doanh thu nó lên hàng 100 triệu. Đúng không? Và những cái công ty người ta doanh thu như đối với Sway như vậy thì tôi nghĩ là nó không khó. Doanh thu hàng 100 triệu đô la, hàng 100 triệu đô la đối với Sway không khó. Đấy, và tôi nghĩ là việc lên sàn đối với Sway cũng không khó. Chẳng qua là mình muốn lên cho ổn định, muốn lên cho nó có giá thôi. Và mình không thể là xuất cái sản phẩm nó gọi là kém chất lượng được. Cái sản phẩm của mình là một cái sản phẩm mà đi tiêu phong thị trường, muốn là thủ lĩnh của thị trường, mình cần phải làm chất lượng hơn. Đấy, như vừa rồi tôi cũng phân tích một số quý vị ấy. Tại sao mà cái tàu Sway cứ chạy suốt? Nhiều ông bảo là, năm nào cũng thấy nó chạy ngay đấy. Năm nào cũng thế chạy, chưa thấy tiến bộ gì. Bảo ông ấy không biết đâu. Nó chạy như thế để nó mới kiểm tra được là cái tuổi đời từng bánh xe, tuổi đời từng chi tiết, phải chạy được bao nhiêu km, bao nhiêu nghìn km, cái chi tiết là bị hỏng, cái chi tiết là bị hao mòn, thay thế, đưa ra cái thông số hợp lý từ cái thông số lý thuyết và cái thông số thực tế nó khớp nhau thì người ta mới xuất. Kể cả bây giờ mình có làm ra nó chạy được, nhưng người khác người ta đặt hàng, người ta bắt mình làm mình cũng không dám làm. Mình phải nhớ như vậy. Tại sao nó cứ chạy suốt trên cái công viên là như thế? Tại sao các ông cứ thấy nó bảo suốt ngày nó cứ chạy đều bôi như thế? Không làm đi. Nó phải chạy già. Nó không. Chính vậy nó phải có đủ cái thời gian, chứ không phải là một tháng để nó chạy cho nó chạy đâu. Hành trình của một tháng cũng chưa đủ được số lượng km nó chạy. Đấy, chính vậy là dạ, nó phải có đủ thời gian để thử nghiệm, để chạy, sau đó chắc chắn mọi thứ thì mình bắt đầu đi. Đơn hàng của mình bây giờ cũng rất là nhiều rồi, mặc dù công ty không công bố nhưng các đối tác đã từng công bố rất nhiều.
Đấy. Và mình chỉ cần mình làm chuẩn, làm chắc, làm tốt, lo gì mình không chiếm được thị phần, lo gì mà mình không có cái khoản đầu tư của mình không thắng lợi sau này. Chỉ ông làm ẩu, ông làm nhanh, ông thắng một tí trước mắt nhưng ông thua lâu dài. Sớm muộn gì thị phần đó là thị phần của chúng ta. Chính như vậy là chúng ta cần phải làm nó chắc hơn, chất lượng hơn một chút. Chúng ta ra thị trường không sao cả, sớm muộn cũng giàu. Đã biết sở bơi rồi, có một kiểu kể cả 1.000, 2.000, sớm muộn cũng giàu. Chỉ sợ ông bỏ cuộc, ông đòi bán sớm. Có một những ông là gì? Đầu tư 200 đô đòi bán đồ lâu lắm, từ 2 năm rồi mà chị vẫn chưa thấy lệnh sáng. Chị sao sao được chị... Nó còn làm đồ chơi trẻ con ông mà 2 năm đi xa. Con người nó còn cần phải có chứng nhận, cần phải đầy đủ tiêu chuẩn mọi thứ. Sau đó người ta mới tự tin để người ta mới xuất hàng. Mặc dù rất nhiều đối tác người ta đang mong muốn là ông về làm cho tôi, ông về làm cho tôi. Nhưng mình cũng không dám làm. Nếu mà mình chưa đạt cái phần như cái mong muốn của mình. Mình phải nhớ như vậy. Thì tí nữa chúng ta xem đối thủ cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thì liệu chúng ta có lâu không? Đấy. Đấy, quy trình của quỹ đầu tư như sau. Nhà đầu tư sẽ thông qua quỹ đầu tư cung cấp một khoản vay chuyển đổi. Và cái số tiền của nhà đầu tư sau khi mà hoàn thành được cái gói xong xuôi của mình và quỹ đầu tư hàng tháng sẽ đem danh sách cổ đông để đưa công ty mẹ vào sổ cái cổ đông. Và chính vậy là khi mà quý vị thấy là đầu tháng là từ ngày 15, từ ngày mùng 5 cho đến ngày 15 hàng tháng là quý vị sẽ được đưa vào danh sách cổ đông và cái giấy chứng nhận tạm thời có sự transfer, tức là cái quỹ transfer là quỹ đã chuyển rồi, đã chuyển ông vào danh sách cổ đông đưa cho công ty mẹ người ta xử lý rồi. Bởi vì quỹ không giữ tiền của quý vị. Đấy, quỹ là gì ạ? Là một cái quỹ đầu tư để kết nối, để trung gian, để giúp cho quý vị biết được cái công ty công nghệ này. Cũng là người bảo lãnh giúp quý vị hiểu được cái công ty công nghệ này. Và thông tin cho quý vị về chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mại, rồi công năng, rồi chính sách mọi thứ trên này. Và nhà đầu tư lên trên quỹ xem xét, tìm hiểu, thấy một công ty công nghệ này, nghệ này hợp lý. Sau đó đặt gọi là gì? Một khoản vay chuyển đổi. Đấy, tức là hợp tác với công ty theo dạng khoản vay chuyển đổi. Ví dụ như cái hình thức này thì trên thế giới rất là nhiều và hiện tại bây giờ ở đâu người ta cũng làm thế cả. kể cả những cái quý vị mà chơi đồng coin thế, những đồng coin khi mà list sàn là đơn vị trung gian luôn. Đấy, và trên sàn sẽ công bố những tính năng ưu điểm của cái đồng coin đó, xong quý vị lên đó quý vị sở hữu. Đấy, thì sở hữu là như vậy. Và xác nhận tình trạng cổ đông bằng cách là quý vị sẽ được vào sổ cái cổ đông của quý vị. Quý vị có thể kiểm tra bằng cách là vào trong chứng chỉ, xong bấm chứng chỉ ngay lập tức từ công ty mẹ sẽ gửi thẳng trực tiếp vào mail nhà đầu tư chứ không phải là quỹ gửi mail. Quý vị nhớ như vậy. Quý vị thử làm một lần đi. Vào trong chứng chỉ của tôi, sau đó bấm chứng chỉ ngay lập tức một cái thư từ công ty mẹ gửi danh sách cổ đông vào mail quý vị. Đấy, chứ không phải thông qua quỹ nhé. Đấy, kể cả quý vị là sau này công ty người ta có hợp tác với quỹ nữa hay không, hoặc là quý vị không hợp tác với quỹ không thì quý vị không lo, quý vị là chủ sở hữu, hai bên đã chủ sở hữu rồi, xác nhận quyền chủ sở hữu rồi. Đấy, thì ở đây là quý vị có một cái quyền nữa là ngoài quý vị là một nhà đầu tư thông thường hưởng cổ tức hàng năm và hưởng cái sự chênh lệch giá cổ phần sau này khi người ta niêm yết lên sàn, thì quý vị có chương trình đối tác làm dài hạn với công ty Sway Community. Trong Sway Community người ta có một số
những phần trăm của đại lý, và người ta sử dụng cái phần trăm của đại lý đó người ta chi trả hoa hồng cho các đối tác đi quảng bá công nghệ. Đấy là hoàn toàn hợp lý. Như quý vị vừa thấy là vừa rồi tôi cho quý vị đã thấy rồi, nhiều quỹ, nhiều doanh nghiệp đã chi trả thậm chí 50% đấy, số tiền marketing. Đấy thì tôi mới nói quý vị là gì ạ? Quý vị đầu tư các công ty, quý vị hãy nhớ rằng hai công ty tách biệt thì cái vấn đề là cái dòng tài chính nó sẽ minh bạch hơn. Nó mới kiểm toán hàng năm. Tại sao người ta sợ kiểm toán? Bởi vì người ta là một. Mà cái quỹ rồi, quý vị đã biết là quỹ thì cái việc mà dòng tài chính nó là rất là lằng nhằng. Ví dụ, mặc dù cái quỹ đấy hợp pháp đấy, nhưng chỉ cần là nạp tiền qua cổng nào nó không phù hợp với quốc gia này thì nó cũng không thể kiểm toán được mọi thứ được. Đấy, chính vậy là dạ, muốn lên sàn được là công ty chủ sở hữu, công ty công nghệ nó phải là riêng biệt. Nếu mà đầu tư công ty nào mà cả hai là một, tôi không bao đầu tư cả. Và tôi khuyên quý vị đừng có đầu tư. Không bao có kiểm toán thế, không bao có kiểm toán. Bởi vì ở Việt Nam người ta quy định hết rồi. Và tôi cũng không muốn bật mí ra, tôi chắc chắn tôi nói ngày hôm nay thì sau này thời gian sắp tới sẽ có nhiều cái công ty khác bắt trước là mở quỹ riêng, xong công ty họ riêng, kiểu gì cũng thế thôi. Tôi ngại bật mí bởi vì là bật mí quý vị biết hết. Cho nên tôi nói bật mí một ít thì quý vị là ra ngoài đỡ nhầm lẫn. Cứ nghĩ là ông nào giống ông nào, ông nào cũng giống Sơ Quê. Và cứ bảo là Sơ Quê lâu lắm, bên này bên này. Tôi nói quý vị là gì ạ? Quý vị hỏng hết. Đầu tư đúng mới quan trọng. Đầu tư nhanh mà sai thì không phải là đầu tư rồi. Tôi nói quý vị như vậy, phải đánh chắc thắng chắc. Nếu có quý vị mà đánh nhanh thắng nhanh được thì tốt, nhưng thông thường là đánh nhanh không thắng được nhanh. Thì đánh chắc thắng chắc tức là dạng chọn lựa tiêu chí pháp lý rõ ràng. Những công ty cổ phần, nói quý vị luôn, nói đi nói lại ngày nào cũng nói đi nói lại là phải có kiểm toán, báo cáo tài chính hàng năm. Nghèo nghèo cũng là tài chính nội bộ, tài chính quốc tế, báo cáo kiểm toán độc lập, không phải kiểm toán quốc tế. Hãy đầu tư. Tôi nói quý vị như vậy. Đấy, quý vị hiểu hai cái quy trình rồi. Một là nhà tạo ra công nghệ, hai là quỹ đầu tư. Nước ngoài cũng thế, nước nào tôi thấy là rất nhiều cái công ty quốc tế người ta cũng làm như thế. Người ta chỉ là chuyên về công nghệ thôi, chứ người ta không chuyên về đi giới thiệu mọi thứ cả. Người ta không làm thế. Là công ty công nghệ đàng hoàng, sẽ có quỹ đầu tư người ta đến, người ta sẽ chào là tôi sẽ đi thu hút vốn cho ông, tôi sẽ tạo cái chương trình ấy cho ông. Đấy, thì quý vị nhớ như vậy. Và tôi muốn nói chia sẻ một quý vị một chút là tất nhiên là từ giờ sau này có rất nhiều cái xu thế, nhưng một trong bốn xu thế mà chúng ta không nên bỏ qua, và nếu đã trở thành nhà đầu tư rồi thì chúng ta hãy xem xét những cái xu thế này. Một trong những cái xu thế mà tôi thấy là trong những năm gần nó sẽ diễn ra và thị phần của nó rất là lớn. Xu thế thứ nhất là thành phố thông minh. Cái khái niệm thành phố thông minh đã có rất lâu rồi. Đây là một trong những chương trình của Liên Hợp Quốc mà ông Zuzuki ông ấy cũng là một trong năm 98 và năm 2002 ông được hai khoản tài trợ của Liên Hợp Quốc rồi, và là người đứng đầu hai cái dự án đó rồi. Và cái chương trình này cũng rất hay, tí nữa chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Cái chương trình này nó giải quyết nhiều lắm, quá nhiều, thị phần quá lớn, nhưng chúng ta không biết. Thực ra là Sideway, cái thị phần của cái công nghệ Sideway nó rất lớn, nhưng cái thị phần này nó cũng không thua kém gì.
Và cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà giải quyết nhiều, rất nhiều, nhiều thứ về mặt xã hội, về kinh tế. À, chắc trước đây là các thành phố tương tính, các thành phố tương tính, khái niệm thành phố tương tính như này đã có sớm, nhưng trước đây là nó chưa có giao thông cấp 2 ra đời, giao thông dạng thanh mảnh, chưa có thang máy ngang. Mục đích của người ta là sẽ tạo ra những cái thang máy ngang. Cái xu thế thứ hai đó là các loại xe tự hành. Và quý vị sẽ thấy là sắp tới các quốc gia người ta sẽ lựa chọn nhiều những cái xe, loại xe tự hành, loại xe mà không có người lái, để gì ạ? Loại bỏ những cái thứ mà do con người gây ra. Đấy. Cái thứ ba, xu thế thứ ba mà chúng ta đã nên nghiên cứu nó, đó là xu thế về phương tiện bay, tức là máy bay không người lái, tức là drone. Đấy. Thứ tư, xu thế thứ tư tôi muốn nói quý vị là xu thế về blockchain. Thì ứng dụng blockchain rất là nhiều. Và đây là một trong bốn xu thế mà chúng ta nên quan tâm trong thời gian ngắn nếu mà là nhà đầu tư. Đấy. Phải làm những cái khác biệt như này. Chứ làm ná ná giống nhau, ông nào cũng làm cái app. Xong rồi bắt đầu về IPO. Làm app rồi gì? Làm những cái khó khó như này đã là giả rồi, thì phải làm cái giả khó khó vào. Làm cái giả giả như thế mà vẫn có người đầu tư được, chịu không? Và những xu thế này đều có trong tập đoàn SK hết, tôi ạ. Không phải đi đâu xa cả. Đi đâu làm gì? Quý vị cứ, tôi thấy rất nhiều quý vị là cứ chạy theo xong người chỉ đi đầu tư ở cái năng lượng nọ, năng lượng kia, năng lượng gì. Đừng có đi đầu tư cái nào hết, xong Sway có hết, năng lượng đều có hết, yên tâm. Mà Sway đã chấp nhận hết rồi, chứ không phải là không chấp nhận đâu. Bây giờ công đi mới đi làm mà còn thua gì. Đòi ăn, đòi lên sáng trước Sway sao được. Sway đó người ta đã kiểm toán 2 năm quốc tế rồi. Và chuẩn bị cho những cái hợp đồng tiếp theo rồi. Người ta đã chuẩn bị rồi, không mà ông là gì ạ? Những cái ông còn bây giờ mới nghĩ ra, ông mới chạy theo. Yên tâm, trong sở hơi có hết. Căn bản là hiện tại bây giờ công ty đang chú trọng để quảng bá cái công nghệ sở hơi này ra thị trường, đưa ra thị trường sớm nhất. Và quý vị sẽ thấy những cái xu thế chúng ta đang thấy này là trong tương lai là chúng ta thấy nó phát triển như nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem một trong bốn xu thế này như nào. Một cái xu thế mà tôi nói với quý vị là nó khởi động lại được cái nền văn minh của nhân loại theo cái hướng mới. Chúng ta cùng xem một chút. Đại dịch virus corona vừa rồi quý vị đã thấy rằng nó liên quan đến trực tiếp đến môi trường sống, thói quen ăn uống của chúng ta hàng ngày. Nhưng có những người chưa mưu, người ta lại cho rằng là gì ạ? Đấy chưa chắc nó do là vấn đề là thói quen hoặc môi trường sống của chúng ta, mà gì ạ? Đấy là có khả năng là đây là một cái cuộc đấu tranh, cuộc tấn công về mặt là chiến tranh sinh học sao? Thì đấy cũng là một giả thuyết. Thì chúng ta xem là giải cách kết của những hai cái này đều ảnh hưởng như nào và cái giải pháp của nó ra sao. Và hầu hết các chuyên gia người ta cho rằng là dạ, tất cả các cuộc chiến tranh, vấn đề kinh tế phát sinh xảy ra là do vấn đề là dạ, dân số nó quá đông, rồi tài nguyên thiên nhiên bị dần dần bị cạn kiệt, tuyệt chủng loài cũng xảy ra, rồi dịch bệnh, rồi khí hậu. Đấy. Cho nên là kết quả của việc mà dân số đông như này, kết quả là cuộc tranh giành quyền lực, phạm vi ảnh hưởng, nó xảy ra cái cuộc chiến tranh. Không chiến tranh về mặt thực, về mặt súng, thì lại chiến tranh về sinh học, ví dụ như vậy. Đấy. Và thậm chí có những thuyết âm mưu người ta nói là ví dụ như là đông quá, cái này không dám nói sâu. Ví dụ quý vị tưởng tượng xem cái lượng, cái
gọi là cái diện tích nó có hạn thôi, nhưng lượng người càng ngày càng sinh đông. Giống như chúng ta tưởng tượng xem, tôi nói lấy ví dụ vui cho một số anh em là ví dụ một cái chuồng cừu ra, nó đẻ đông quá, đông mọi thứ quá, dần dần cạn kiệt thức ăn mọi thứ, bây giờ làm sao vậy? Có những trường hợp người ta đành phải bắn bớt. Đấy, đây là nói vui nha, chứ không phải là nói đấy, đây là nói theo thuyết âm mưu như vậy. Và cái vấn đề thứ hai nữa cũng ảnh hưởng đến thế giới hiện tại và nền kinh tế hiện tại, đó là gì ạ? Khủng hoảng sản xuất, tức là người ta gọi là sản xuất thứ dư thừa, người ta gọi là khủng hoảng thừa. Đấy, khủng hoảng thừa thì như nào ạ? Khi mà hàng hóa mọi thứ ứ đọng, không bán sản xuất được thì dẫn đến các công ty lại phá sản, rồi nhân viên lại mất việc làm, rồi nhà nước lại thất thu rất nhiều cái việc như vậy, thì nó cũng dẫn đến cái việc mà cũng là một cái cuộc chiến tranh. Và chính như vậy là chủ nghĩa tư bản người ta cần phải sử dụng một cái biện pháp nào đó để dần làm mới lại cái việc mà sản xuất dư thừa này, thì nó gây ra tình trạng là sản xuất thiếu, thâm hụt. Ví dụ như là đại dịch corona chẳng hạn, chip chúng ta thiếu, mọi thứ chúng ta không sản xuất được, vật tư chúng ta không nhập được, chúng ta không xuất hàng được, mọi thứ corona làm cho kéo dài cho chúng ta khoảng mấy tháng, như vậy là ứ đọng mọi thứ đều không xuất, không tạo ra được, sau này lại khan hiếm, đúng không? Chính vậy là dạ, đúng, có khả năng là những cái thuyết âm mưu người ta nói cũng có lý do, đúng không? Nó phải thay đổi, thay đổi từ cái việc là sản xuất dư thừa thành sau này là thiếu dần dần là dạ, người người nhà nhà lao vào sản xuất, bán được hàng, giá trị tăng lên, lương lại nhiều lên, quốc gia lại có thuế mọi thứ. Đấy, tức là đây là một cái cuộc mà thay đổi. Đấy, thì để mà giải quyết vấn đề này thì chúng ta làm như thế nào? Việc xây dựng các thành phố tuyến tính, tái định cư người dân, trong đó toàn bộ hệ thống kinh tế và xã hội sẽ thay đổi theo. Không cần phải tranh giành, không phải nhiều thứ nữa. Chúng ta nếu mà áp dụng thành phố tương tính, như là ông Julicki ông nói là nếu mà áp dụng thành phố tương tính, thì chúng ta khai phá được những khu vực như là sa mạc, những khu vực mà băng tuyết mà con người không tới được. Đấy, thì khai phá những khu vực đó thì có sức chứa cho khoảng 40 tỷ người sống. Và hiện tại bây giờ chúng ta chỉ đủ sức là 10 tỷ thôi. Nếu chúng ta khai phá rộng ra như vậy, đủ cho những 40 tỷ người sống trong khoảng 100 năm, chưa vấn đề gì ảnh hưởng. Nhưng mà kinh tế, tội gì chúng ta phải sử dụng tên lửa đẩy chúng ta ra những không gian, ra những cái hành tinh khác để chúng ta khám phá, chúng ta lại xây nhà ở đó, chúng ta ở đó, mà trong khi đó là khí hậu ở đó chưa chắc đã phù hợp với chúng ta, môi trường đó chưa chắc đã phù hợp với chúng ta, trái đất là nơi phù hợp nhất với chúng ta, tại sao chúng ta không khai phá nó? Tôi cho là khía cạnh này cũng hay. Đấy, chính vậy là dặn muốn toàn bộ là nền kinh tế thay đổi, mà không phải tranh giành, không phải đấu tranh, không phải mọi thứ nữa, thì chúng ta bằng cách là dặn thay đổi những khu cư dân ra, mở rộng dân ra, tái định cư, và phải cung cấp ở đấy như nào, công ăn được làm ra sao, mọi thứ thì nghĩa chúng ta cùng giải quyết. Phải như vậy thì kinh tế và xã hội sẽ thay đổi theo. Đấy là một trong giải pháp tôi thấy là tuyệt vời. Cũng đúng. Nới rộng ra. Đấy. Và chính vậy là cái khái niệm thành phố tương tính gần đây đã được nhiều quốc gia người ta săn đón, người ta đón nhận. Rất tốt. Nhưng cái điểm yếu của thành phố tương tính đó là giao thông. Thiếu cái thang máy ngang. Nếu mà giao thông mà chưa có một cái công ty nào, ví dụ hạng nhẹ như Segway, mọi thứ nó chưa ra đời được, thì cái việc áp dụng thành phố tương tính đấy thì nó lại chậm lại. Nhưng nếu Segway mà ra đời sớm thì các thành phố, việc áp dụng thành phố tương tính như vậy thì nó dễ dàng hơn. Đấy. Và chúng ta cũng nói cái chương trình tái định cư nền kinh tế theo con đường phát triển sinh quyền mà ông Julicki ông nói là có giá trị thị trường lên khoảng 10.000 tỷ đô la trong thế kỷ 21 này.
rất là lớn. Cái tiềm năng thị trường của những thành phố tiêu tiền rất là lớn. Chính vì vậy là quý vị ạ, đừng có đi đâu xa cả. Quý vị chỉ có mỗi cái survey thôi, công nghệ survey thôi là quý vị đã hái ra tiền rồi. Tôi còn chưa nói là sau này chúng ta tạo ra các thành phố tiêu tỉnh, xây nhà, điện, đường, trường, trạm, giao thông, mọi thứ ở đấy chúng ta ấy, mà chúng ta làm được, chứ không phải là chúng ta mượn của ai cả. Chúng ta có công nghệ và bí quyết rồi. Chẳng qua là chúng ta muốn quảng bá cái công nghệ survey này trước, ra đời trước, sau đó mới cái này. Và thị phần cái này rất lớn, rất nhiều tiền. Quý vị đã thấy thị trường của chúng ta khổng lồ chưa? Quá nhiều tiền luôn. Cái tiềm năng trong thành phố, ví dụ như là quý vị thấy nhiều tập đoàn người ta chỉ đi xây dựng những cái thành phố nhỏ thôi, người ta cũng trở thành tập đoàn lớn rất nhiều tỷ đô. Mà cái công việc thành phố tương tính này sau này chúng ta mới là vai trò. Tại sao ạ? Ví dụ có những doanh nghiệp người ta tính toán được thành phố tương tính từ nhà xong rồi từ môi trường, từ năng lượng, nhưng người ta vẫn tính theo giao thông mặt đất, nó không khả thi đấy. Nhưng chúng ta là gì ạ? Vừa có công nghệ survey, chính vậy là chúng ta là vừa có giải pháp về thành phố tương tính. Chúng ta có hai giải pháp, bởi vì chúng ta có như vậy thì chúng ta mới có kết nối được cái hai thành phố này. Thì tí nữa tôi sẽ đi sâu thì con đường của chúng ta đi sau. Và cái chương trình này đã được mình đã được hai khoản tài trợ của Liên Hợp Quốc từ năm 98 và năm 2002 rồi đấy, chứ không phải là không. Và chúng ta đang đi theo bảy hướng chính. Hướng đầu tiên là chúng ta phải xây dựng các tòa nhà thành phố tương tính đủ sức chứa khoảng 10 tỷ cho 10 tỷ người, tức là xây dựng nhà ở. Hướng thứ hai là sản xuất hàng trăm tỷ tấn nông nghiệp hữu cơ hàng năm, tức là ở đấy phải có những cái có dân rồi, phải có những sản phẩm về nông nghiệp để người ta sử dụng. Đấy, giải quyết thứ hai. Thứ ba là tạo ra một mạng lưới sử dụng năng lượng sinh học, tức là mỗi người dân trong thành phố đó phải đủ là 3-5 kW cho một người. Tức là ông nghĩ ra thành phố tương tính nó dễ thôi, nhưng đến khi áp dụng là dạ, điện đường trường trạm giao thông sinh hoạt công an người làm người ta nữa, đấy là khó. Và chính vậy ông phải có các bí quyết đó thì ông mới xây dựng cái thành phố tương tính. Thứ tư là xây dựng khoảng 10 triệu km mạng lưới Internet, tức là mạng lưới survey kết nối. Thứ năm là sản xuất hàng năm hàng tỷ tấn gọi là phân và lấy từ năng lượng mặt trời, chất thải sinh học hữu cơ được tạo ra từ các thành phố tương tính. Thứ sáu là tăng độ phì nhiêu của đất và cải thiện các sinh vật trên hàng chục km đất. Thứ bảy là sẽ nhiệm vụ chúng ta sẽ xóa sổ sa mạc, dần dần chúng ta hẹp lại những cái sa mạc. Và đây là bảy hướng mà chúng ta đang đi đúng hướng. Đấy, tức là muốn xây dựng được thành phố thông minh, thành phố tương tính, ông phải có những cái hướng này, giải pháp như này. Như vậy là hướng thứ nhất là xây dựng các tòa nhà thì cho 7 tỷ người, tức là chúng ta có công nghệ về xây dựng tòa nhà rồi. Cần gì phải đi đầu tư như ông xây tòa nhà nữa. Mà chỉ có thành phố tương tính này chúng ta đang được lựa chọn một trong những đơn vị được sáng suốt, rất là sáng. Hai là chúng ta tạo ra những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ rồi phân bón, cần gì phải đi đầu tư vào các công ty phân bón nữa. Rồi chúng ta có công nghệ tạo ra năng lượng trong suốt chiều dài của thành phố tương tính và sản phẩm sẽ quay đi. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo ra ít nhất là 3-5 kW trên một người dân trên đó. Tức là chúng ta có bí quyết về năng lượng tái tạo.
cần gì các ông phải đi đầu tư vào những mấy cái công ty năng lượng dùng mấy cái quạt quay quay làm gì, mà mình có công nghệ rồi, mình chứng nhận rồi, chẳng qua là đúng không ạ, bí quyết của mình đã được các đối tác lựa chọn rồi đấy, và đây là một trong những đề án mà mình đã làm từ lâu rồi chứ phải bây giờ. Các ông bây giờ đây, các ông ở đây là sở hữu cổ phần Sway, nhưng các ông được hưởng những cái thứ đó. Cần gì phải dùng cái tiền của mình lại đi đầu tư vào cái công ty mà bật cái quạt quay như này tạo ra mấy cái dòng điện gì? Việc thực hiện chương trình như vậy sẽ cho phép nền kinh tế thế giới ổn định với mức tăng trưởng GDP hàng năm là 10% và bảo đảm cho 10 tỷ người sống trong 100 năm tới không có bất kỳ khủng hoảng nào về xã hội, về môi trường và tài nguyên, cơ sở hạ tầng, năng lượng, hậu cần. Tức là 100 năm cho 10 tỷ người không có mức vấn đề là ảnh hưởng, không phải chiến tranh, không phải đấu tranh gì cả. Không cần phải dùng thức âm mưu để tấn công sinh học làm cái gì cả. Đây là một trong những giải pháp tuyệt vời. Và cũng không phải ai cũng hiểu. Khi mà nghe sơ quay thì không phải ai cũng hiểu. Chỉ hiểu sơ sơ nó là cái tàu chạy thôi. Những cái thâm thúy sâu xa bên trong mọi thứ nó rất là nhiều thứ. Mà những cái đấy đã gói đóng lại có bí quyết rồi. Đã chứng nhận mọi thứ rồi. Chẳng qua là cất trong áo thôi. Chỉ rút ra một cái công nghệ đường ray cho nó chạy trước. Không phải bây giờ mình mới nghĩ, cái thành phố trung tính mình đã nghĩ từ năm 98 rồi đấy. Đấy. Đây là một trong những cái giải pháp tuyệt vời mà nếu mà những người có tầm nhìn xa thì người ta biết là thế giới cần phải hướng như vậy. Thì những nhà đầu tư có gì trong đây? Khi mà thế giới người ta hướng về, cả thế giới người ta hướng về như vậy thì mình lựa chọn nó là, tức là mình đang đi đầu xu thế. Mình đang đi đầu xu thế, mình đầu tư vào những cái đi đầu xu thế về môi trường, về mọi thứ, về năng lượng, về giải pháp thành phố, giải pháp tắc đường, giải pháp mọi thứ. Mình đang đi đầu rồi. Như vậy là tiềm năng nó cực lớn. Đây công ty này tiềm năng lớn chứ ạ? Lớn chứ. Đấy, chính vậy là mình có bí quyết này rồi. Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm, sức khỏe đầu tư của mình. Về các thành phố tương tính, mình sẽ xây như thế này. Đây, đây là những cái người ta gọi là thang máy ngang. Đấy. Thì vẫn chưa có ông nào có chứng nhận về cái thang máy ngang này cả. Cho nên người ta cũng chưa xây được cái tòa nhà như này. Nhưng mà có ai mà chứng nhận được cái này thì người ta bắt đầu người ta sẽ xây dựng như cái này. Thì bây giờ là Sway là một trong những công ty đi đầu và đạt được chứng nhận và chuẩn bị ứng dụng rồi. Và khi cái Sway ra đời thì tiếp tục các thành phố sẽ ra đời liên tục. Quý vị như vậy. Đấy. Và chúng ta sẽ tính toán, ví dụ như là trong diện tích khoảng 100 hectare thì có khoảng là 1.000 đến 300, 3.000 người dân sống, tức là rất là xanh, rất là nhiều cây xanh. Đấy. Con người và thiên nhiên nó hòa hợp với nhau, nó không ngăn bức tường bê tông mọi thứ nữa. Và các thành phố sẽ nằm cách nhau khoảng 1 đến 2 km. Và các thành phố đó sẽ kết nối với nhau bằng cái công nghệ Segway, tức là thang máy ngang. Thành phần đất được cải thiện bằng cách bổ sung mùn, màu mỡ thu được từ thang nâu. Đấy. Các nhà máy điện sinh học, mặt trời hiện diện thành từng cụm. Và công suất sẽ đạt vào khoảng 3 đến 5 kW cho mỗi người dân. Nơi công viên, khu vườn sẽ phát triển nông sản nông sản hữu cơ để cung cấp cho người dân tại địa điểm tại trong cái thành phố đó. Và các tòa nhà dân cư thành phố tương tính sẽ cho phép con người và thiên nhiên sẽ không bị cản trở. Nó rất là hòa hợp với nhau. Đấy. Cái tiềm năng của thành phố tương tính này rất lớn rồi. Quý vị thấy rồi.
Đấy, cái khái niệm mà thành phố tư tính chúng ta đã đưa ra cái khái niệm này khá là lâu rồi. Nhưng bây giờ là quý vị đã xem thông tin đại chúng thì quý vị sẽ thấy là gì ạ? Báo chí, truyền thông và các quốc gia, các tỷ phú bây giờ đang quan tâm rất lớn về cái thị phần này, đang quan tâm rất lớn về cái thành phố tư tính này. Như vừa rồi là chúng ta cũng thấy là gì ạ? Cựu giám đốc điều hành của Walmart đã định có kế hoạch là xây khoảng 400 tỷ đô la, xây dựng thành phố tư tính có trị giá 400 tỷ đô la ở cái khu vực đấy của ông đấy. Người thứ hai là Ả Rập Xê Út, quốc gia thứ hai là Ả Rập Xê Út, là dự án NEOM có trị giá 500 tỷ đô la. Và sau những cái dự án này, nếu mà một trong những công ty giao thông top 2 đáp ứng được chi phí rẻ, thân thiện môi trường, an toàn, thanh mảnh, đẹp đấy, thì những cái nhà thợ, những đơn vị này người ta sẽ lựa chọn. Và theo tôi thì một trong những doanh nghiệp được đánh giá cao nhất vẫn là Sởi Quay trong đấy thôi, bởi vì chúng ta đi tiếp. Và khi mà các quốc gia lớn như này, các ông lớn như này, người ta phát triển thành phố tư tính dần dần, lại người người nhà nhà các quốc gia khác để thi nhau thành phố tư tính, thi nhau ra đời. Chỉ có thành phố tư tính có cái nhược điểm đó là không có cái thang máy ngang để kết nối các thành phố, cho nên nó không phát triển được. Nhưng mà bây giờ có cái thang máy ngang ở Sởi Quay rồi thì cứ thế các thành phố ra đời, hết nước nọ nước kia, nước nọ nước kia. Mà nếu Sởi Quay mà được áp dụng trong những thành phố tương tính này, đã lựa chọn số 1 trong thành phố tương tính này, thì quý vị thấy là thị phần của Sởi Quay cực cực lớn. Và chúng ta cũng cung cấp, nếu chúng ta cung cấp tốt cái giải pháp tòa nhà mùng sinh học, điện năng lượng mặt trời, mọi thứ, thì chúng ta cũng rất 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 nhiều cái thị phần. Và sau này người ta cũng không xây dựng cái cụm nhỏ như bây giờ nữa. Sau này người ta sẽ dần dần là quốc gia người ta học nhau, người ta sẽ xây dựng thành phố tư tính hết. Và thậm chí Việt Nam người ta cũng sẽ bắt trước như vậy, nếu một hai dự án mà nó hợp lý. Đấy, thì chúng ta thấy cái thị phần và tiềm năng của chúng ta lớn không ạ? Quá lớn đúng không? Không phải đi đâu cả. Cái thật thì đầu tư ít, cái giả dối thì đầu tư nhiều, lạ thật. Cái thật thì bảo là chị hết tiền rồi, cái giả dối thì đầu tư xong về kể mất 50.000 đô. Như vậy là chúng ta thấy là gì ạ? Từ bây giờ là các quốc gia người người nhà nhà người ta áp dụng, người ta quan tâm như vậy. Chúng ta thấy là ông Suzuki là một những người có tầm nhìn rất lớn, rất xa, xa rất lâu rồi, đã có khái niệm như vậy rồi, đã có đề bạc như vậy rồi. Và mọi thứ trong thành phố tư tính không chỉ là lý thuyết mà ông ấy đưa ra, mà ông phải tính từng phần, đã có công nghệ của từng phần rồi. Công nghệ xử lý nước, công nghệ xây tòa nhà, công nghệ kính chân không, công nghệ mùn giải quyết vấn đề đất ở đó, cung cấp sản phẩm hữu cơ cần thiết cho người dân ở đó, năng lượng điện lấy từ đâu ra cũng có bí quyết rồi, chẳng qua không khoe thôi. Những ông tí tí đã đi khoe đấy. Như vậy là thị phần của chúng ta rất là lớn, quý vị ạ. Một cái phần thứ hai nữa tôi nói quý vị là gì ạ? Theo thống kê thì có tỷ lệ tai nạn tử vong, tai nạn cho giao thông là đạt khoảng 90-95% là do vấn đề là chủ yếu là con người. Một là lấn làn sai đường, đi sai quy định. Chính vì vậy là cái giải pháp bây giờ là gì ạ? Sử dụng các loại xe tự hành. Và gần đây một trong những dự án mà phía Ả Rập, phía Dubai, người ta đang mua hướng tới là năm 2030 sẽ có khoảng 25% trong toàn thành phố, 25% là xe tự hành, xe không người lái. Có những cái sản phẩm không người lái như này thì nó giảm thiểu tai nạn giao thông do con người gây ra. Và chính vì quý vị thấy là gần đây những cái xe điện ra đời cũng có chức năng là xe tự hành rồi, tức là đang theo xu thế rồi. Nhưng chúng ta là dạng sản phẩm của chúng ta là một sản phẩm không có người lái, đúng nào? Không có người lái, chúng ta đang đi đâu xu thế rồi. Thành phố tương tính là xu thế thứ nhất, sản phẩm xe tự hành, phương tiện công cộng tự hành
Đấy. Và dần dần thay đổi cái thói quen di chuyển giao thông thì nó sẽ thay đổi dần cái vấn đề là kinh tế xã hội mọi thứ. Đấy. Thì chúng ta đang đầu tư vào Segway là chúng ta đang đúng trong xu thế thứ hai. Một cái xu thế thứ ba tôi muốn nói quý vị đó là dạ, Kerong, tức là sản phẩm máy bay không người lái. Thì theo ước tính của thị trường là hiện tại bây giờ là giá trị cho đến năm 2008, những cái sản phẩm drone thương mại có trị giá ước tính là 500 tỷ đô la đến năm 2028, tức là thị phần cũng rất là lớn. Vừa rồi chúng ta thị phần Segway rồi, thị trường của thành phố tương tính trị giá chục nghìn tỷ. Thị trường drone này khá là lớn. Thị trường drone nó rộng, nhiều cái sản phẩm nào là phục vụ vấn đề là vận tải hàng hóa, vận tải con người, thậm chí là cải tạo thành taxi bay. Đấy, cái thị trường này rất là lớn rồi. Mà chúng ta lại là đang sở hữu cổ phần của Segway thì chúng ta cũng đang có cơ hội được hưởng ở những cái này. Thì theo ông Oleg thì nhóm của tiến sĩ Uriki đã tạo ra một phương tiện bay không người lái hạng nặng dựa trên trực thăng thật để di chuyển hàng hóa nặng tới 1,5 tấn. Đấy là ông trưởng phòng tại Uskai. Ông nói, chúng đã tạo ra và vận hành bay tại trung tâm của chúng tôi tại Beirut. Đấy, ông đó cũng đã khẳng định rằng chúng ta đã tạo ra trong nhóm của Uriki, tức là tập đoàn, nhóm group, tập đoàn Uriki đã tạo ra cái máy bay không người lái và đang được chứng nhận tại trung tâm chứng nhận ở Beirut. Và công ty đã đạt được những cái bước quan trọng của công nghệ này. Một cái nữa là blockchain. Cái thứ tư, xu thế blockchain. Thì blockchain được ứng dụng rất là rộng rãi, rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Đấy. Nhưng đối với Segway thì ứng dụng như nào? Chúng ta sẽ sử dụng hệ thống cảm biến để xử lý là 24/7, tức là không có giờ nào nghỉ. Theo dõi vận hành hành khách, cảm biến được cài đặt trong vỏ và cấu trúc theo dõi. Đấy. Tiếp tục, chúng ta xử lý lưu trữ dữ liệu dựa trên blockchain, ghi nhận các tương tác, công nợ, hàng hóa, hành khách, lịch sử di chuyển, không có cách nào khác để ở nó, tức là minh bạch những cái giao dịch từ giá vé, hành khách. Đấy. Và từ đầu tư của khách hàng. Tích hợp blockchain để chúng ta vận hành bảo trì hàng hóa, tự động thanh toán và giảm thiểu cái việc gian lận, hack, sai sót do con người hoặc kiểm toán. Tôi lấy ví dụ như là bình thường chúng ta không có công nghệ blockchain thì chúng ta sẽ đầu tư vào một cái dự án ở nước ngoài, nhưng chúng ta không trực tiếp sang nước ngoài để chúng ta kiểm tra, mà chúng ta chỉ có lòng tin là chúng ta thấy là dạ, bên kia họ có kiểm toán giáo viên rồi. Nhỡ kiểm toán viên sai sót thì sao? Nhỡ công ty đấy là không chuẩn thì sao? Thì cái khoản đầu tư, cái khoản lợi nhuận của chúng ta không minh bạch. Và chính vậy cái blockchain của công ty có tác dụng là dạ, khi mà một nhà tài trợ thì ngay lập tức cái lịch sử đó được lưu lại. Và lợi nhuận đó, ngày hôm đó được bao nhiêu thì lịch sử của lợi nhuận đó được ghi lại. Chúng ta không cần phải sang nước ngoài, nhưng chúng ta vẫn thấy được rằng là công ty có lợi nhuận bao nhiêu và tự tính toán là chúng ta có lợi nhuận được bao nhiêu. Nếu sau này chúng ta có cơ hội được đầu tư vào các dự án thương mại ở các quốc gia. Như vậy, bắt buộc cái việc sử dụng blockchain rất cần thiết để chúng ta minh bạch cái lịch trình, minh bạch lợi nhuận, minh bạch mọi thứ. Đấy. Và chúng ta là dạ, truy cập, chúng ta tạo ra những phần mềm đặc biệt, ví dụ như là áp dụng trong những cái app, chúng ta tạo ra những cái app để tạo ra những cái app và những cái thông số, những cái thông tin của khách hàng chúng ta sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, không để lộ thông tin mọi thứ nào, nhưng mà những cái gì cần mở rộng, ví dụ như là số lượng bao nhiêu cần phải public ra thì chúng ta blockchain nó sẽ hiện rõ như vậy.
Và đây là một trong những cái ưu điểm của chúng ta. Và chúng một trong bốn xu thế đó không đi đâu xa lạ, trong sự quay đều có hết. Thị phần của nó rất là lớn, rất là nhiều. Đấy. Đây. Một số quý vị nói rằng là Segway lâu, như vậy thì chúng ta có một đối thủ nào đó để chúng ta so sánh là Segway có lâu hay không. Thì tôi nói với quý vị là cũng một đối thủ mà cũng là giao thông cấp 2 cùng ngành, đó là Skytrang. Và Skytrang cũng đã được nhà phát minh Marlin Wiki, ông đấy phát minh, phát triển vào năm 1990. Và năm 2009, công ty Skytrang này cũng đã được hợp tác với NASA để mà tạo ra những cái phần mềm điều khiển cho cái công nghệ này, cho cái công nghệ Skytrang này. Ở Segway ấy, thì chúng ta tự nghiên cứu hoàn toàn, không nhờ ai phát triển cả, 100% là chúng ta phát triển. Nhưng đối với Skytrang này thì họ cũng có nhiều, rất là nhiều đối tác, thậm chí là đối tác NASA cũng đã hỗ trợ cho họ. Riêng hợp tác với NASA thì nó cũng có ưu điểm danh tiếng đấy, nhưng chúng ta sẽ đi xem là họ hiện tại bây giờ đã như nào. Và năm 2014 họ cũng dự định là xây một cái đoạn thử nghiệm là dài khoảng 400-500 mét đấy, tại Israel. Và hiện tại bây giờ là cái khu thử nghiệm đó gần như là nó không có chứng nhận, cũng không còn thông tin gì cả. Bây giờ họ cũng chưa đạt chứng nhận bất kỳ một cái gì cả từ 2014 đến bây giờ đấy. Mà chúng ta cũng từ 2014-15 bây giờ chúng ta đã đạt 2 chứng nhận rồi, đi chúng ta cùng nhau xem. Như vậy chúng ta nó nhanh, sản phẩm chúng ta là thực tế hơn, không phải demo như này. Cái công ty Skytrang này cũng có rất nhiều cái quỹ đầu tư, có nhiều đầu tư mạo hiểm, có đầu tư outground, có nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào, rồi nhiều cái công ty lớn của nước ngoài cũng đầu tư góp vốn sở hữu nhiều phần trăm vào. Tức là về số vốn thì người ta cũng dễ hơn, dễ dàng hơn với mình, so với mình. Nhưng ngược lại là về mặt kỹ thuật và về mặt chứng nhận mọi thứ, người ta cũng chưa đạt như mình. So với Skytrang về giá thành thì Segway sẽ rẻ hơn 3 đến 5 lần. Như vậy là quý vị thấy rồi ạ, chúng ta có lâu không ạ? Không lâu. Chúng ta cũng không có đưa hỗ trợ của quỹ nào, cũng không có cái công ty lớn nào, chúng ta cũng không có NASA, cũng không có chính phủ nào tài trợ. Với số tiền rất ít của chính cổ đông của chúng ta, người góp 50 đô, người có nhiều hơn là 1.000 đô. Nhưng chúng ta lại làm nên cái lớn lao như bây giờ. Và chúng ta đã đạt chứng nhận mọi thứ, cái tên tuổi của chúng ta đã lớn, một cái công ty khởi nghiệp mà cái tên tuổi của nó rất là lớn. Gần như là tên tuổi của nó còn nổi hơn những công ty phát triển. Đúng là cái công ty khởi nghiệp Robo nó khác. Đấy. Như vậy là chúng ta so sánh với cái đối thủ cùng ngành với chúng ta là Skytrang, chúng ta cũng không thua kém với họ về vấn đề là gì ạ? Về tiến độ, đúng nào? Thậm chí họ lại còn thua chúng ta. Đấy. Họ cũng phát minh rất lâu rồi, phát triển rất lâu. Chính vậy là quý vị đã thấy là những sản phẩm liên quan giao thông nó không phải một sớm một chiều là nó ra. Mặc dù nó chạy rồi nhưng người ta cần phải kiểm nghiệm, chứng nhận, đưa ra những cái thông số nó phù hợp, sau đó người ta mới xuất. Đây. Một sản phẩm mà chúng ta hay so sánh trước đây đó là sản phẩm Hyperloop. Thì cái công ty Hyperloop này đã phát triển được khoảng 8 năm rồi. Sở quê chúng ta mới có 7 năm. Nhưng chúng ta đã có 2 chứng nhận rồi. Nhưng phương tiện của Hyperloop này người ta đang tính là gì? Có một số tờ báo người ta cho rằng là nó phải mất ít nhất 10 năm nữa nó mới hoàn thiện. Từ vấn đề là lý thuyết nó chạy là bình thường là một chuyện, nhưng các chi tiết vận hành mọi thứ đi theo để nó thực tế thì nó là gì? Mất rất nhiều thời gian nữa. Mà thậm chí chúng ta cũng có một cái công nghệ tốc độ siêu cao tốc của chúng ta dự định là khoảng 2026 là chúng ta sẽ chứng nhận 26
27 chúng ta sẽ chứng nhận cũng là một sản phẩm như này. Có khi cái sản phẩm chứa siêu tốc của chúng ta lại có khi lại nhanh hơn. Đây. Và chúng ta cùng nhau so sánh về giá, chúng ta sẽ rẻ hơn Hyperloop khoảng 10 đến 15 lần. Hyperloop thì cũng kêu gọi các vòng gọi vốn như sau. Hiện tại là người ta kêu gọi từ năm 2015 các vòng gọi vốn A1, A2. Rồi cho đến gần đây, thời gian gần đây được tiết lộ gần nhất là vào tháng 4 năm 2020. Họ không tiết lộ một nhà đầu tư nào, nhưng đã được là tài trợ khoảng trên 100 triệu đô la với giá là 2,9 đô la. Đấy, mỗi vòng người ta lại có một cái giá khác nhau. Có những cái vòng ấy tuy xong nhưng lại giá lại thấp đi. Đừng có nghĩ là vòng sau lại cao hơn, bởi vì nó liên quan đến vấn đề kinh tế xã hội tại thời điểm đó. Đấy. Họ cũng kêu gọi như này, họ sử dụng này các vòng gọi vốn này, quý vị sẽ thấy này. Thứ nhất, đây, vòng A này. Đây là quỹ đầu tư. Đấy. B, quỹ đầu tư này. Quỹ đầu tư này. Và những nhà đầu tư không tiết lộ này, những nhà đầu tư lớn. Mà họ có rất nhiều tài chính như vậy. Và hiện tại bây giờ người ta cũng chưa chứng nhận. Như vậy chúng ta còn nhanh hơn. Và chúng ta ít tiền hơn. Đấy, quý vị thấy ạ. Như vậy là đừng có nói chúng ta lâu nha. Công nghệ nó là như thế. Giống như đứa trẻ. Nó phải 18 năm mới gọi là trưởng thành. 18 năm mới gọi là hết vị thành niên. Không, ví dụ như là không thể 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi bắt nó trở thành một cái ấy được. Đấy. Những cái báo cáo vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy là chúng ta cũng có rất nhiều cái, ngoài cái tài sản hữu hình của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều cái tài sản vô hình nữa. Và đội chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta thành lập ban khoa học, hội đồng khoa học. Và chúng ta ngoài cái sản phẩm hữu hình chúng ta đang thấy trên giấy tờ, trên bảng cân đối kế toán, nhà cửa, mọi thứ, thì những cái tài sản vô hình thậm chí nó còn có giá trị ngang bằng hoặc hơn những cái tài sản hữu hình mà hiện tại bây giờ chúng ta đang tạo ra dần dần. Chính đội ngũ khoa học đấy lại là một trong những đội ngũ mà tạo tiền cho chúng ta. Nó giống như là cái máy tạo ra tiền của chúng ta vậy. Cứ hàng năm, hàng quý, hàng tháng họ lại tạo ra một cái công trình khoa học, một cái bản quyền riêng. Họ lưu vào kho bản quyền của chúng ta. Đấy. Và những cái bản quyền đó, những cái bí quyết đó nó trị giá nhiều tiền. Đấy. Cứ hàng tháng, hàng năm họ lại có một phần những cái sáng kiến như vậy. Họ lại đưa vào kho của chúng ta. Và những cái tài sản đấy nó đáng giá rất nhiều tiền, quý vị ạ. Và chúng ta đang sở hữu cổ phần của chúng ta với giá rất là rẻ. Công ty này đang được định giá rất thấp bởi vì chưa có sản phẩm ra ngoài thị trường. Khi có sản phẩm ra ngoài thị trường, ứng dụng trên thị trường rồi thì quý vị sẽ thấy là nó quay về trạng thái người ta sẽ định giá nó cao. Chính vì quý vị đang được mua với định giá thấp hàng chục lần, hàng trăm lần. Chính vậy chúng ta không phải nghĩ hơn nhau một vài cổ phần làm gì cả. Tôi vừa đầu tư tháng trước là có 90 cổ phần chẳng hạn, tháng này nó được 100 cơ, không cần quan trọng cái đấy cả. Mà giai đoạn này họ đang được định giá rất thấp hơn rất nhiều, chúng ta phải gom được nhiều có thể. Chứ đừng có vì nọ về kia mà chúng ta lại bỏ đi cái việc mà chúng ta sở hữu thêm tăng cổ phần của chúng ta. Đấy. Cứ gom đi quý vị ạ. Không thể biết được là tại sao có những giai đoạn thời điểm về sau đôi lúc cổ phần nó còn rẻ hơn trước, bởi vì nó có những lý do biến cố khó khăn của người ta. Giả sử như công ty của chúng ta hiện tại bây giờ, quý vị sẽ đặt trường hợp, quý vị nếu trong trường hợp mà công ty của chúng ta quay về chiết khấu $1 mua được 10 cổ phần, quý vị có thấy trầm không ạ? Trầm. Không ai muốn mua cả. Không ai muốn tài trợ vào cả. Thì không ai muốn tài trợ vào thì làm gì có cái vốn để công ty tiếp tục phát triển lưu động
để kịp thời ra ngoài thị trường. Đúng không ạ? Trong giai đoạn này, giai đoạn khó khăn, dịch mọi thứ nó rất là khó khăn. Và mình đang cố gắng để mình ra ngoài thị trường cho kịp thời. Nếu chúng ta không chiết khấu thì đóng băng vài ba tháng là chúng ta nguy hiểm cho công ty và nguy hiểm cho mình chứ. Đúng không? Người ta đang trong quá trình chi phí nhiều lắm, nào công nhân kỹ sư rồi đào xăng bên Ả Rập cũng phải chi phí, rồi đội ngũ bên Ả Rập, rồi tiếp phái đoàn, rồi tham gia sự kiện, rồi sản xuất demo, mọi thứ nó nhiều lắm, hàng tháng nó phải liên tục đấy. Có những quý vị là bảo là sao giai đoạn nó lâu thế. Tất nhiên là giai đoạn nó lâu hơn một chút, nhưng nó có những cái lý do của nó. Ví dụ như là từ năm 2014-15, ông Zulicki ông đã viết một bản kế hoạch là dành cho việc xây dựng cái khu công viên thử nghiệm, chứng nhận và ra thị trường. Nó mất bấy cái tiền, nhưng ông đấy không viết cho việc cái việc là tỷ giá hối đoái chênh lệch tại thời điểm đó và sau này như nào. Đúng không ạ? Tiếp tục là ông đấy không viết cho là chúng ta phải mua thêm mấy cái xưởng, chúng ta phải mua thêm mấy cái tòa nhà văn phòng để đưa hết đội ngũ kỹ sư vào mọi thứ. Chúng ta phải có những tài sản hữu hình lớn, đủ năng lực sản xuất thì đối tác mới đặt hàng chúng ta chứ. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ bắt đầu dành tiền nghiên cứu mọi thứ thì đối tác đâu có thấy năng lực chúng ta phát triển lớn. Chính vậy là chúng ta lại phải thêm chi phí cho cái việc mà những mua toàn bộ tòa nhà văn phòng như vừa rồi, là mua tòa nhà 9 tầng đấy, rộng 12.000 m², để đưa tất cả các đội ngũ ban thiết kế phòng ban, bởi vì chúng ta không muốn thuê giải rác, bởi vì chúng ta có rất nhiều bí quyết mà các đội ngũ kỹ sư đó liên lạc với nhau mọi thứ thì nó không thuận lợi. Đấy, mà chúng ta không muốn thuê tại một cái tòa nhà chung cư nào, tòa nhà nào đó, bởi vì là trong đó có rất nhiều cái công ty lại lộ hết bí quyết của chúng ta. Chính vậy chúng ta phải dành cái số tiền chúng ta lại mua một tòa nhà riêng, rồi đưa phòng ban thiết kế mọi thứ vào đấy, đội ngũ kỹ sư, nhiều cái công ty con trong đấy nữa. Đấy. Và chúng ta không biết năm 2014 là hay đến năm 2018 phía Ả Rập lại lựa chọn chúng ta, lại mong muốn chúng ta về phía Ả Rập, cần phải xây dựng cho Ả Rập một cái khu chứng nhận như vậy. Sau đó người ta sẽ đặt hàng rất nhiều cái đơn đặt hàng nữa. Và lựa chọn này tôi nói là sáng suốt, chính vì một bước mà chúng ta sang Ả Rập tuy có chi phí được thêm một chút, thời gian nó thêm một chút, nhưng nó sẽ đưa công ty của chúng ta đòn bẩy cao hơn, uy tín hơn trên thị trường quốc tế, và sẽ được nhiều đơn hàng, nhiều hợp đồng hơn nữa. Và từ phía Ả Rập người ta sẽ quảng bá đánh bóng cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta bỏ tắt qua một cái thời gian dài để chúng ta làm tên tuổi, làm thương mại, mọi thứ để chứng minh chúng ta. Nếu mà trong trường hợp, tôi nói ví dụ như là phía Ả Rập ấy, thì người ta lại không quan trọng một vấn đề là ông phải đút lót hay cho người ta cái nọ cái kia đâu. Cái công nghệ tốt là người ta dùng. Nhưng đặt trường hợp đối với công nghệ của mình không đút lót, không bôi trơn, mà mình đặt ở quốc gia A, quốc gia B, mãi như thế, mặc dù mình có tốt, nhưng người ta chưa chắc đã dùng, thì mãi mình có tốt mấy thì mình cũng kêu sao được. Nhưng một cái bước quan trọng đối với ông Zulicki là năm 2018, một nước cờ đi sáng suốt, tôi cho nó là sáng suốt. Ông đấy bắt đầu xây dựng khu chứng nhận ở Ả Rập. Thứ nhất, nó tăng quy mô tài sản hữu hình của mình. Nó cũng là tiền của đông, tài sản của đông. Thứ hai, qua những đấy, thì bên phía nhà giàu, bên phía những người ảnh hưởng trên thị trường, người ta quảng bá hộ, người ta đánh bóng hộ, người ta đã chấp nhận, thì những ông khác kém hơn thì họ cũng chấp nhận thôi. Đấy, đấy là một cái lợi thế của chúng ta, nước cờ chúng ta. Chính vậy là chúng ta thậm chí chậm hơn vài tháng không sao hết, nhưng chúng ta sẽ là thắng cả đời cơ. Đấy, tôi nói quý vị như vậy, thắng lớn, thắng cả đời và thắng đậm. Và gần đây là rất là nhiều đơn hàng đã quan tâm, nhiều chính phủ phái đoàn người ta sang bên Ả Rập, người ta quan tâm về công nghệ rất nhiều. Đấy, thậm chí cái bộ này xong xuôi rất là nhiều các chính phủ, nhiều quốc gia người ta mặc định đấy là công nghệ hay rồi. Còn nếu mà ông ở trên cái nước mà kém kém là ông còn phải chứng minh rất ốm, rất nhiều.
Đấy, nhưng chúng ta bỏ ra một ít tiền nữa, thêm một chút thời gian nữa, nhưng bỏ qua cái bước tắt của chúng ta ra thị trường sớm, là sau này chúng ta sẽ nhanh hơn về tương lai. Đấy, chính vì quý nói là rằng so với mặt kỹ thuật, chúng ta không thua đối thủ, chúng ta không chậm hơn đối thủ, đúng không ạ? Chúng ta chỉ chậm hơn so với cảm giác của nhà đầu tư. Cảm giác của chúng ta là vậy, lâu nay là đầu tư một tháng thì ăn một tháng, nhưng mà chúng ta không biết là gì ạ? Đầu tư ngắn ngày chỉ giúp mình qua ngày thôi. Những người giàu có, những người có tầm nhìn lớn, đầu tư dài hạn, đầu tư họ nhìn cái tương lai, thì người ta thắng thì thắng lâu dài, thắng cả đời. Ăn thua gì cái kiếm tiền trước mắt. Mà xét về cái cương vị của nhà đầu tư ấy, tôi nói quý vị là đầu tư với Sway cũng không có gì thua so với các đối thủ khác. Thứ nhất là nhà đầu tư thì quý vị là gì ạ? Sở hữu cổ phần của một cái công ty tiềm năng khổng lồ. Sau này quý vị sẽ nhận được cổ tức. Bây giờ chúng quý vị đang mua, đang sở hữu với mức chiết khấu rất thấp, rất cao. Công ty đang được định giá nó thấp. Thế sau này cái lợi nhuận người ta nói rồi. Sau này lợi nhuận ấy, là ông mua là mua cái giá lúc nó đang thấp ấy là ông mới lợi nhuận, chứ không phải là lúc nó đang thị trường nó lên là lợi nhuận. Ông mua được cái giá đáy là bao nhiêu ấy. Đấy. Đấy, chính vì tôi nói quý vị là gì ạ? So với đối thủ chúng ta không chậm hơn đối thủ. Đấy, chậm 1-2 tháng là cần thiết, có cần đúng không ạ? Nhanh hơn 2 tháng nhưng mà chúng ta ra thị, chúng ta nói rằng là chúng ta đã làm xong rồi, nhưng thực chất là cái sản phẩm của công nghệ của chúng ta cũng đã xong rồi, xong xuôi rồi, nhưng thời điểm nào là chúng ta sẵn sàng ra thị trường mà thôi. Đấy, mời quý vị như vậy. Và vừa rồi là chúng ta cũng có một cái bí quyết nữa, một sở hữu trí tuệ. Như vừa rồi quý vị đã thấy cái nghiên cứu này nó cũng tạo ra một cái vật liệu, và vật liệu này nó lại vừa nhẹ, vừa cách điện, vừa chịu uống, chịu rèm. Đấy, chịu rất là nhiều tính năng. Và khi mà áp dụng vào trong cái đường dây của chúng ta thì nó sẽ chi phí nó rẻ hơn, mọi thứ tốt hơn. Đây là một cái hay, một sáng kiến hay. Đấy, những cái tài sản hữu hình của quý vị được trên bảng kế toán thì đây là cũng những cái tài sản mà chưa được ghi vào nó. Đấy quý vị ạ. Và trong cái bộ phận khoa học của Zuliki ấy, nó là cái kho sản xuất gọi là tài sản sở hữu trí tuệ, thường xuyên có những đổi mới, thường xuyên có những sáng kiến. Và chính vì vậy là người hiểu sâu xa đó là kho sản xuất ra tiền. Đấy, nhiều cái phát minh của chúng ta hay lắm. Vật liệu này không cháy này, đấy chú quý vị, là bây giờ chúng ta không phải là chỉ là một doanh nghiệp của một cái công, không phải là một doanh nghiệp của châu Âu hay doanh nghiệp Belarus nữa, mà chúng ta được xem nó là một doanh nghiệp Ả Rập rồi, cả Ả Rập rồi, bởi vì chúng ta có bên châu Âu cũng có, bên Ả Rập cũng có. Đấy, và cứ đại diện phái đoàn, các phái đoàn đến thăm Ả Rập, mọi thứ hợp tác Ả Rập chúng ta cũng có mặt trong đó làm việc mọi thứ. Mà như vừa rồi chúng ta cũng thấy là giờ nói trêu rằng là đấy, cứ chơi với mấy ông giàu giàu như này, chứ cứ chơi với mấy ông như này là các ông mới dẫm đi ngoại giao toàn những ông lớn, toán ra những cái hợp đồng rất lớn, đúng không? Đấy, bước đi của chúng ta sang Ả Rập là rất chuẩn, rất cần thiết. Và đấy, tôi nói với quý vị là gì ạ? Đến thời điểm này Sway đã đạt chứng nhận rồi, nhưng có ai đó vẫn chưa tin là Sway nó là công nghệ có thật, thế tôi mới nói là buồn cười. Chắc là ông không chịu đọc báo, báo nhiều lắm, báo việc đến Việt Nam, đến quốc tế nó nhiều vô kể. Một công ty khởi nghiệp, tôi nói đây là một công ty khởi nghiệp mà có truyền thông, báo chí, tôi nói là rất là mạnh, rất nhiều, đọc không hết. Tôi chỉ chắc là bây giờ chúng ta chỉ ắp cái báo thôi, có khi cũng đầy web. Quá rất nhiều truyền thông, mà truyền thông người ta đưa như thế, người ta quay như thế, có ông bảo là 3D và tạo ra. Khổ.
Đây. Để chúng ta có biết là nó đã thực tế chưa? Thứ nhất là chúng ta đã được chứng nhận tại bên khu vực châu Âu do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật, nó tương ứng với lại cả Bộ Giao thông của Nga, ngang bằng với Bộ Giao thông Nga. Chúng ta đã chứng nhận rồi ở khí hậu lạnh âm 40 độ C rồi. Ở khu vực nóng thì chúng ta cũng vừa được chứng nhận trong tháng 8. Và chúng ta đã chứng nhận một cái sản phẩm ở khu vực nóng này. Và cái chứng nhận này để đảm bảo với độ an toàn tin cậy theo tiêu chuẩn TUV SWKF. Thì quý vị sẽ thấy là khi mà công ty sản phẩm Sunway cũng đã đạt chứng nhận rồi, cho thấy là nó đã thực tế rồi, nó là xong rồi, không còn ảo như quý vị nghĩ. Nếu nó chưa chứng nhận, quý vị nghĩ là đấy là có khi là xe đồ chơi, nhưng người ta chứng nhận thực tế rồi, tức là không phải xe đồ chơi đâu ông ơi, đây là xe đi thật đấy. Có hai chứng nhận, hai tiêu chuẩn, hai cái khí hậu rồi mà có người vẫn chưa tin đấy là công nghệ thực tế, đúng không ạ? Chứng nhận là gì? Chứng nhận phải cơ quan chức năng mọi thứ người ta mới chứng nhận, chứ không phải là tự mình ấy đâu. Đấy, tức là ông có nói xe hay đến mấy, tốt đến mấy, nhưng ông chưa có chứng nhận là ông chưa thương mại được. Mà ông đã chứng nhận rồi, cho thấy là ông sẵn sàng để chuẩn bị thương mại được cái sản phẩm đó. Đấy, đây là một trong những cái cột mốc rất là quan trọng để hướng tới hoạt động thương mại của Sunway ở thị trường châu Âu và thị trường Trung Đông. Và hàng chục cái dự án tiềm năng ở khắp các quốc gia nó sẽ sớm trở thành hiện thực. Và giống như ngài Zunicki cũng đã nói là chúng ta đang tạo ra một doanh nghiệp lớn nhất lịch sử của mình này. Ban đầu cái sản phẩm chưa xong thì quý vị không ai biết nó là tiềm năng đâu, nó đang đánh giá rất thấp đấy. Và có người bảo sau này nó sẽ mục đô, không tin đâu, tin sao được nếu nó chưa thành, nó chỉ trên lý thuyết không bao tin được. Nhưng nó là thực tế, người nhà ở các quốc gia người ta ứng dụng thì nó xứng đáng 10 đô chứ không phải là mục đô. Nó có những thứ mà thị trường không có, đúng không? Xứng đáng 10 đô chứ không phải. Nếu Sunway tạo ra được cái công nghệ như này, rẻ, thân thiện, chạy được như này, có chứng nhận như này, một quốc gia người ta ứng dụng, thì thị trường người ta sẵn sàng trả hàng chục đô là bình thường. Đấy, tôi nói quý vị, có chứng nhận là bây giờ chúng ta mới nói với khách hàng mọi thứ là gì ạ? Có chứng nhận là đã là thực tế, có chứng nhận là chuẩn bị để thương mại. Bây giờ ông còn chưa tin nó là thực tế thì ông phải xem lại. Đấy, có anh nào nói là 100 đô kìa. Chắc anh để lâu một tí này có khi được 100 đô đấy. Được ạ. Một số với quý vị hỏi về cái token SWKF thì tôi cũng cho quý vị xem là cái token SWKF là một tài sản được mã hóa bởi cái chương trình Smart World. Smart World là bao gồm cả thành phố tương tính Skyway và các dự án khác được mã hóa. Và tí nó mã hóa như nào thì tôi cũng nói cho quý vị, đây một phần rất là quan trọng. Chủ sở hữu của cái token này sau này vẫn được chia cái cổ tức từ các chương trình Smart World, thành phố tuyến tính, Sunway và các chương trình khác. Cái token này tức là gì ạ? Tức là người ta là mã hóa cái cổ phần thôi, mã hóa cái cổ phần thành số hóa nó đi. Đấy. Và cái ưu điểm của cái việc mã hóa này là, ví dụ sau này đối với cái cổ phiếu cổ phần ấy thì việc tài trợ xuyên quốc gia mọi thứ thì nó rất khó khăn. Ví dụ như là mình ở Trung Quốc muốn mua sở hữu cổ phần của một công ty Mỹ thì nó rất là khó khăn, và ngược lại công ty ở nhà đầu tư ở Mỹ muốn sở hữu cổ phần của công ty Trung Quốc ở Quốc tại thị trường Trung Quốc thì cực kỳ khó khăn. Nhưng mà sau này cái thị trường FTO mọi thứ ấy, thì nó lại dễ dàng hơn mọi
cho những nhà tài trợ, nhà đầu tư như chúng ta. Và một cái bước tạo ra cái này nó là cần thiết và nó như nào thì chúng ta cùng nhau xem. Nó được mã hóa một phần cái cổ phần của GS5. Chúng ta có đó 1, 2, 3. Các công ty holding là cái công ty là gì? Chỉ nắm giữ, có chức năng nắm giữ cổ phần, không tham gia trực tiếp trong quá trình là kinh doanh hay bán sản phẩm hay là thương mại gì cả. Token SVKS sẽ được STO và lên sàn giao dịch sớm. Và chúng tôi thường nói nó chẳng khác nào là IPO sớm của sở hữu cả. Quý vị ạ. Bởi vì nó cũng là được, nó là cổ phần mà nó được mã hóa, quý vị phải hiểu chưa? Nó là cổ phần nhưng nó được mã hóa thành số hóa. Và nó sẽ tham gia STO. Và thời gian STO này nó sẽ sớm hơn là cái thời gian IPO. Và cái việc STO này nó chẳng khác nào là cái cổ phần của sở hữu đã được đưa lên sàn sớm hơn một tí. Đấy. Thì khi mà STO này, chúc mừng tất cả các quý vị là dạ, chúng ta đã thành công. Công ty chúng ta được xem như là lên sàn, giúp một số nhà đầu tư người ta thanh khoản. Đấy quý vị nhớ nhé. Và thời gian cái STO này nó cũng khá là gần thôi. Tôi nghĩ là bắt đầu khi mà sang, bắt đầu sang giai đoạn 15 thôi là bắt đầu công ty cũng bắt đầu cái chương trình này. Và những cái chương trình này nó chỉ kéo dài khoảng mấy tháng là xong thôi. Đấy, có phải là với STO tức là cổ phần đã được lên sàn sớm không? Cũng cần phải đợi sao sở với lâu lên sàn thế? Có khi nó có lên sàn hay không? Khi mà mọi người thấy STO tức là dạ, công ty sở với coi như là lên sàn rồi. Phải nhớ như vậy. Và chúng ta có những cái ăn mừng thứ nhất. Khi chuyển sang giai đoạn 15 là chúng ta sẽ ăn mừng với nhau đã. Thứ hai là khi bắt đầu người ta công bố xây dựng thương mại ở một quốc gia đầu tiên là chúng ta cùng nhau là ăn mừng thứ hai. Đấy, bởi vì dạ, có thương mại là có thực tế, có lợi nhuận là chuẩn bị kết thúc năm tài chính là người ta sẽ tính toán cổ tức thôi. Thành công thứ hai. Thành công thứ ba là STO là chúng ta sẽ ăn mừng lớn. Và cái việc làm thủ tục IPO là người ta sẽ là bước tiếp theo của người ta thôi. Đó quý vị như vậy. Đấy. Nó không còn lâu đâu quý vị ạ. Chẳng qua là những cái này đã chuẩn bị thủ tục mọi thứ xong xuôi pháp lý rồi. Tôi nói cho quý vị một chút. Đây. Chúng ta có hai cách vốn hóa để giúp cái công ty này sẽ tăng trưởng mạnh. Cái cổ phần và cái của quý vị là sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Và quý vị sẽ nhìn thấy được cái tiềm năng của nó. À, những cái công ty ví dụ như là L1, L2, L3, người ta vẫn theo hướng IPO, theo thị trường chứng khoán. Ưu điểm của thị trường chứng khoán cổ điển là gì ạ? Ở đây là tập trung rất nhiều nhà đầu tư tư bản, có nhiều bộ, có tài chính lớn. Và đây là cái nguồn vốn huy động ở cái thị trường này, nó vô cùng lớn. Thị trường này vô cùng lớn. Nhưng cái nhược điểm của nó là gì ạ? Quy trình thủ tục của quá trình làm IPO này thì nó sẽ nghiêm ngặt hơn. Đấy, nó sẽ từng bước nào là gì ạ? Công ty kiểm toán hàng hoạt động hàng năm làm mang lợi nhuận mọi thứ. Nó vẫn theo như vậy. Và chi phí cho cái việc mà chuẩn bị như vậy thì nó cũng khá là tốn kém đối với một số cái công ty khởi nghiệp, khá là tốn kém. Đấy. Nhưng nó lại cần thiết. Bởi vì ở đây là tập trung nhiều nguồn lực, nhiều nhà tư bản có nguồn vốn lớn. Và chúng ta sẽ là vẫn IPO, nhưng IPO sau một chút. Đấy. R1, R2, R3 là theo hướng IPO. Còn R4 chắc là tôi cũng chưa biết nó phân bổ cho cái gì, như nào.
chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang làm những cái thủ tục rồi, những quy trình thủ tục mọi thứ chúng ta cũng bắt đang làm dần rồi đấy. Và khi mà chúng ta ra thị trường một cái tuyến đường thương mại đầu tiên nữa là chúng ta bắt đầu có doanh thu lợi nhuận, và doanh thu những cái hợp đồng đầu tiên thì nó trị giá lớn lắm, hàng trăm triệu đến hàng tỷ đấy. Chính vì vậy chúng ta cũng để mà tiêu chuẩn mà đối với chúng ta mà lên thị trường chứng khoán mọi thứ thì tôi nghĩ là nó cũng không khó khăn đâu, nó cũng không đấy. Quan trọng đối với một công ty lên thị trường thì cái giá trị cổ phiếu nó vẫn phải duy trì, nó phải phát triển, bởi vì công ty phải đạt thực, sản phẩm phải phát triển tốt đấy. Cái hướng của chúng ta là như vậy. Một cái hướng thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ SPO, là cái cổ phần của cái R5 này chúng ta mã hóa, nó lại số hóa. Và cái quy trình SPO này thì nó đơn giản hơn, nó không nghiêm ngặt khắc khe như cái thị trường IPO cả. Thực ra là hai cái nó là một đối với một công ty khởi nghiệp. Có những công ty người ta lựa chọn SPO không, tức là gì ạ? Tức là đấy, thì đối với thị trường SPO này thì nó tận dụng được xu thế tiếp cận được nguồn vốn, nó dễ dàng hơn. Xu thế hiện tại bây giờ chúng ta là xu thế 4.0, blockchain, crypto đấy, tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng hơn, quy trình không phức tạp khó khăn như IPO, nó dễ dàng hơn một chút. Thị trường SPO này thì nó giao dịch 24/7, tức là nó không có ngày nghỉ, như là đôi lúc là nó không có ngày nghỉ như cổ phiếu thị trường chứng khoán thứ bảy chủ nhật. Cái việc SPO này sẽ giúp nhà đầu tư sẽ thanh khoản sớm nhanh hơn, và cái thời gian SPO thì nó cũng rất là nhanh. Thì tôi lấy ví dụ như là công ty survey, ví dụ chúng ta dự định khoảng 2023, 24, 25, 26 như vậy lên hạng, thì cái quy trình SPO này nó sẽ sớm hơn một bước. Nhưng chúng ta hiểu rằng là gì ạ? SPO này đồng nghĩa với việc là công ty này là đã lên sàn rồi. Đấy, quý vị nhớ như vậy. Đấy, còn lại là bước còn lại của chúng ta là gì ạ? Làm việc thủ tục chuẩn bị IPO sau. Đấy. Và nhiều người cho rằng là cái việc mà SPO này, cái sử dụng cái thị trường này thì nó khá hay, bởi vì là ở thị trường này được tiếp cận những nhà đầu tư hào phóng. Tức là nói gì thì nói, nếu mà ông mua cổ phần, cổ phiếu, mọi thứ đầu tư vào cái đó ở kia thì ông đắn đo lắm, đầu tư 10.000 ông đắn đo lắm. Nhưng mà thấy cái đồng tiền nó hay mà thấy tiềm năng, 10.000, 20.000 đô rất nhanh, trong 1 giây, 2 giây. Đấy, thì nhiều người cho rằng đây là một trong những cái thị trường mà tiếp cận được cái nguồn vốn hào phóng giúp công ty sẽ nhanh hơn. Đấy. Và quý vị đã thấy là chúng ta đã có được hai cái thị trường để cung cấp cho chúng ta là hai cái nguồn vốn. Như vậy là dạng khi mà chúng ta có được cái thị trường từ cái nguồn vốn IPO, từ cái thị trường cổ phiếu chứng khoán, một cái thị trường từ cái SPO, tức quyền chứng khoán, thì chúng ta có hai cái nguồn vốn của hai cái thị trường để tận dụng được đó sức mạnh. Và cái SPO này nó cũng giúp những nhà đầu tư mà xuyên quốc gia người ta cũng được tài trợ, nó dễ dàng hơn. Đấy, nó không ngăn cấm như cái việc mà cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu. Ví dụ như tôi nói, chúng ta ở Trung Quốc hay chúng ta ở Việt Nam, chúng ta muốn mua ở Mỹ thì nó gặp vấn đề khó khăn về vấn đề chứng khoán. Đấy, đầu tư. Nhưng cái SPO này, cái token mã hóa này thì nó dễ dàng hơn, tiếp cận được cái nguồn vốn đa diện hơn đối với một doanh nghiệp. Và hiện tại bây giờ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp người ta đang lựa chọn cái phương hướng là sử dụng cái nguồn vốn này, kêu gọi cái nguồn vốn này SPO. Nhưng không phải tự nhiên mà ông phải nghĩ đâu, tất cả hai cái thị trường này đều phải tuân thủ luật pháp, tuân thủ theo ủy ban chứng khoán,
chứ không phải là chúng ta vẫn phải có kiểm toán hàng năm mọi thứ thủ tục tuân thủ theo ủy ban chứng khoán, chứ không phải chúng ta tự phát hành hay tự ấy đâu. Nó phải được rõ ràng mọi thứ và quy chế cũng được quản lý tương tự như là thị trường IPO này. Đấy. Nhưng chúng ta sẽ giúp cho nhà đầu tư chúng ta là giảm thanh khoản sớm hơn. Tức là mình vừa tham gia vào STO, tham gia vào sở hữu FVKF. Trong khoảng mấy tháng thôi, một năm thôi là mình đã thanh khoản được rồi, đã lên thị trường rồi, mọi thứ rồi. Rất là nhanh. Đấy. Thì những cái này sẽ được công ty người ta sẽ công bố dần, nhưng ở đây tôi muốn phân tích cho quý vị rằng hiểu rằng là dạng đây chúng ta đang tiếp cận được hai cái thị trường và chúng ta được hiểu ngầm hiểu rằng là cổ phiếu cổ phần của Sideway nó được niêm yết sớm bằng thông qua hình thức STO này thôi. Đấy. Và khi mà chương trình IPO này chúng ta đã thấy rằng là đây là một công ty cũng thành công rồi, mọi thứ rồi. Đấy, chúng ta ăn mừng rồi. Chưa? Và hai cái điều này, hai cái thị trường này sẽ tiếp cận, hai cái thị trường này thì sẽ giúp cho cái cổ phần và cái token chứng khoán của chúng ta cũng sẽ được nhanh hơn, cái vốn hóa của chúng ta sẽ mạnh hơn. Và đây là một trong những công ty mà người ta sẽ đánh giá có cái sức vốn hóa sẽ nhanh, mạnh trong nhiều năm tới. Và quý vị sẽ xem xét, bởi vì là chứa trong những công ty này có khổng lồ về sở hữu trí tuệ, bí quyết và nhiều cái công nghệ đặc biệt. Đấy. Và thêm một lần nữa thì tôi muốn nói quý vị là ngày hôm lâu lâu lắm rồi thì tôi mới chia sẻ, cũng lên đây chia sẻ cho quý vị một chút, nói chuyện với quý vị một chút và cũng cung cấp những cái thông tin mà nhiều quý vị cũng đang băn khoăn thắc mắc. Thực ra là công ty có rất nhiều cái thông tin, nhiều cái hợp đồng mà chúng ta không thể nói ra với nhau được. Đấy, không thể nói với nhau là ngày mai công ty vừa ký công ty nọ vừa ký công ty chúng ta, điều đó là cấm tuyệt đối đối với công ty. Chỉ khi đối tác người ta công bố thì công ty thì mới lộ ra thôi. Còn công ty của chúng ta không tiết lộ, bởi vì thứ nhất chúng ta bảo mật cho đối tác, sự uy tín cho đối tác. Thứ hai là chúng ta cũng bảo vệ được cái hợp đồng của chúng ta, bởi vì khi nào chưa xây vẫn có người phá được, vẫn có đối thủ cạnh tranh giàn pha được. Đấy. Thì tiếp tục là chương trình ngày 22 tháng 10 sẽ là một cái thông lệ EcoFest hàng năm của công ty. Trước đây tổ chức vào tháng 8 nhưng năm nay có một điều đặc biệt là cộng hưởng với cái Expo là sẽ tổ chức tại phía UAE, phía Ả Rập. Và tại đó thì công ty sẽ có rất nhiều cái hợp đồng mọi thứ, thì trong đợt này có khả năng công ty sẽ phát video trước, không trực tiếp như năm các năm, mà công ty sẽ phát video về cái thành quả, kết quả đạt được của năm 2021 mà ông Suzuki ông sẽ nói bằng video. Và có khả năng sẽ đến cuối năm gì đấy thì ông ấy sẽ mới nói trực tiếp được với chúng ta. Đấy. Thì Việt Nam của chúng ta cũng mong muốn là từ giờ đến sang năm và cũng cùng nhau đỡ dịch, cùng nhau sẽ đi sang một chuyến để cùng nhau là tham quan, gặp gỡ và nghe những cái thông tin đặc biệt từ ngài Suzuki. Và chúng ta thấy là những cái sản phẩm của chúng ta bây giờ ấy, như ông Suzuki cũng nói, và những cái sản phẩm chúng ta đang thiết kế hiện nay là thiết kế dành cho thương mại, chứ không phải thiết kế cho chứng nhận, thiết kế dành cho thử nghiệm như được trước. Mà những sản phẩm bây giờ có khả năng những cái mẫu mã thương mại nó sẽ khác biệt so với sản phẩm demo bây giờ, sản phẩm chứng nhận bây giờ. Và chính vậy là khi quý vị đã thấy một cái hình ảnh nào đó, một ai đó người ta làm con tàu nó tương tự như Sideway nhưng nó không phải giống cái tàu Sideway, cũng có thể là nó cũng có thể là của chúng ta sao? Bởi vì dạng những sản phẩm thương mại, ông Suzuki ông nói là những sản phẩm thương mại đã được thiết kế cho mẫu thương mại, nó có khả năng sẽ khác với những cái mẫu mà chúng ta đang chứng nhận ở đây, đang thử nghiệm ở đây, nhưng về nguyên lý thì nó không thay đổi. Đấy, về nguyên lý không thay đổi. Và vậy chính vì vậy là tôi đấy thì tôi có một số cái lời nhắn như sau. Nếu quý vị là nhà đầu tư
thì tôi khuyên quý vị là nên đọc thông tin, theo dõi thông tin. Quý vị càng theo dõi, quý vị càng yêu Sway, càng thấm ngấm mà thấm nhuần Sway. Đấy. Và quý vị không bỏ lỡ cái cơ hội sở hữu cổ phần lúc mà cổ phần nó đang được định giá rất thấp như thế này. Và chúng ta, thời điểm này chúng ta có nhiều thông tin hiểu về nó, chúng ta gom càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt rồi. Khi mà nó dưới 1 đô vẫn là cơ hội rất lớn cho chúng ta. Đấy. Thứ hai nữa là muốn gửi đến tới các đối tác là gì ạ? Không phải đi đâu vội vàng cả. Hãy tập trung đi. Quý vị đã thấy rồi, chúng ta một trong những quỹ đã chứng tỏ được 6 năm trên thị trường, 5 năm tại Việt Nam của chúng ta. 5 năm tại Việt Nam ra, tạo ra cái công ăn việc làm ổn định trong 5 năm vừa qua. Và chúng ta không phải hô hào nhiều. Và chúng ta là mạnh nhiều năm chứ không phải mạnh vài tháng. Đấy. Và không dừng lại ở 5 năm mà chúng ta tiếp tục có những công ăn việc làm đến hàng chục năm. Thậm chí hàng nhiều chục năm nữa, tạo cho quý vị công ăn việc làm, bạn bè, mọi người. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang làm cho chính chúng ta. Chúng ta không đi làm thêm cho ai cả. Chúng ta đang làm cho chính chúng ta. Công việc tốt nhất vẫn là làm cho chính mình. Khi mình chưa đạt trạng thái làm cho chính mình thì tiền mình ít là đương nhiên. Khi mình làm cho chính mình thì mình sẽ có thu nhập cao hơn, tốt hơn. Môi trường sẽ bơi, môi trường của chúng ta là một môi trường hợp tác tuyệt vời. Thứ nhất là chúng ta tham gia vào đây tự do về thời gian, công việc không ai nhắc nhở chúng ta thường xuyên được cập nhật, tăng thêm kiến thức mọi thứ đấy. Và chúng ta có được kinh dòng thu nhập từ đối tác. Và công việc đối tác, quý vị sẽ tính xem, ví dụ như dịch vừa rồi 2-3 tháng chúng ta đóng băng. Nếu chúng ta có công việc ở ngoài thì chúng ta bị đóng băng. Rất nhiều người tôi lên Zalo tôi thấy là gì ạ? Họ kêu xin cứu trợ, xin cứu trợ. Từ sinh viên, từ người đi làm, từ những người làm rất là nhiều cái cấp khác, từ bác sĩ, ngân hàng, rồi nhiều kế toán. Họ có xin từng bữa, có thể giúp được họ từng bữa rồi, nhưng xong cái dịch đó thì họ kiếm tiền như thế nào? Họ nuôi sống như thế nào? Đấy, mới chỉ 3 tháng thôi mà chúng ta đã không chủ động được rồi. Và chính vậy lời khuyên ban đầu của chúng tôi là của tôi là gì? Đầu tư. Chỉ có đầu tư là cách va chạm thực tế nhất để rèn luyện cái kỹ năng tài chính, hoạch định được tài chính và hoạch định được chi tiêu. Đấy, thì chương trình của đối tác, nếu mà quý vị mà tận dụng ngay từ thời điểm bây giờ, tại thời điểm này, thì sau 2 năm nữa hà cớ gì mà quý vị không thụ động, sau 3 năm nữa hà cớ gì quý vị không thụ động. Chương trình đối tác còn 4 năm nữa mà mình làm bây giờ thì có phải 4 năm mình có công ăn được làm, mình có dòng thu nhập ổn định, đúng không ạ? Và cái chương trình đối tác nó vẫn giữ cho đến rất là dài như vậy. Chúng ta xây một lần, chúng ta làm cho cả đời, chỗ ăn chúng ta làm một lần, chịu khó vất vả trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cập nhật thông tin, cập nhật kiến thức, chia sẻ những gì mình hiểu biết. Công ty đang áp dụng cái chương trình là chính cổ đông, chính nhà đầu tư, cũng chính là nhà đối tác. Chính cổ đông hiểu rõ nhất bản chất về công nghệ này. Họ hiểu rồi, họ yêu rồi, họ thích rồi, họ chia sẻ cái niềm tin đó thì làm cho đối tác khác người ta tin tưởng hơn. Bởi vì ông đã đầu tư rồi, ông hiểu về nó cho nên ông vừa làm đối tác. Còn hơn là một người xa lạ người ta chia sẻ về một cái công nghệ này. Chúng ta so với các chương trình, các dự án khác thì chúng ta trong suốt 5 năm qua chúng ta đã phát triển rất là mạnh mẽ trong 5 năm qua. Và không mấy chương trình đếm trên đầu ngón tay làm được điều đó. Có những chương trình 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng chúng ta cũng mệt mỏi, làm cho chúng ta rất mệt mỏi, đúng không ạ? Làm cho nhiều người mệt mỏi, chỉ cố gắng khác cùng bạn bè, mọi người dùng hết sức trí tuệ tài chính cống hiến vào một cái công ty nào đó, chỉ 3 tháng, 4 tháng lại mất cái công sức của chúng ta. Và tiếp tục chúng ta lại theo đuổi tiếp, lại 3 tháng, 4 tháng quanh đi còn lại, lại 1 năm đã đi, 2 năm trôi qua,
ở đây chúng ta đối với chương trình đối tác chúng ta có công ăn việc làm ổn định dài hạn trong không chỉ 100 năm mà hàng chục năm tiếp theo. Nếu bắt tay từ thời điểm bây giờ thì sau 5 năm, 6 năm, 7 năm nữa chúng ta có dòng tiền ổn định. Và sau 5 năm, 6 năm nữa ngoài cái dòng tiền ổn định đó chúng ta lại có là cổ phần của chúng ta đã có cổ tức. Đấy, nó cái khoản đầu tư đó nó làm việc 24/7 cho chính ta và con cháu chúng ta. Cổ tức và tăng trưởng hàng năm. Cái đấy là cái nhiều. Đấy, thì ngày hôm nay tôi cũng giao lưu với quý vị như vậy thôi, cũng kính chúc tất cả các quý vị, anh chị sức khỏe và cũng chúc tất cả quý vị anh chị sở hữu được lượng cổ phần của Sideway khi mà nó đang được đánh giá thấp như này, hãy cố gắng sở hữu càng nhiều càng tốt. Đây là phương châm mà tôi đã từng làm trong suốt nhiều năm qua và đến bây giờ tôi vẫn đang làm. Và tôi tin rằng đây sẽ là một trong những công ty duy nhất đem lại danh tiếng lại cho chính quý vị, đem lại danh tiếng của quý vị, lấy lại danh dự của mình với bạn bè, gia đình, mọi thứ. Và đây là một trong những công ty mà tôi mới đánh giá mới xứng đáng thành công. Mọi thủ tục công ty xong hết rồi, kiểm toán hàng năm mọi thứ rồi. Không có gì mà những một cái công ty nó kiểm toán quốc tế trước người ta 2-3 năm mà lại còn chậm hơn người ta. Đấy, thì kính chúc tất cả các quý vị anh chị sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, rồi sở hữu được lượng cổ phần. Và chúng ta sẽ chờ đón những cái thông tin tiếp theo trong thời gian tới mà khi Expo đang diễn ra và những thông tin đã cung cấp từ nhà sáng lập từ giờ đến cuối năm. Và sang năm thì theo tôi dự đoán là sang năm chúng ta sẽ gặt hái được nhiều tin tuyệt vời hơn, bởi vì năm nay là 6 tháng ở Expo, từ giờ đến cuối tháng thì trong 6 tháng công ty tập trung cho việc phát triển Expo mọi thứ, còn khả năng thương mại hợp đồng xây dựng từng cái dự án thì tôi nghĩ là bắt đầu 2022. Và khi bắt đầu là được công bố xây dựng rồi thì quý vị cùng nhau vỗ tay mừng, cùng nhau là rủ nhau đi du lịch, được chưa? Cảm ơn tất cả quý vị, nhường lại mic cho em Hạnh. Và em Hạnh chủ trì. Vâng.